Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin cung kính lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng, xin thân mến chào quý sư cô và toàn thể chư Phật tử, mong rằng quý vị luôn được trong tâm thường an lạc. Dạ xin cảm ơn sư Diệu Nghiêm. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương đức tam bảo Phật Quán Tắc. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thích Tôn ngài Lột A La Hán chánh đẳng giác. Ngài gia năng lực tán dương đức tam bảo một cách tóm tắt xin gia hộ với chư Tôn Đức Tăng Vi Sư Cơ và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Và nhất là phát sinh trí tuệ thực hành pháp công vô thượng của Đức Thế Tôn hầu sớm đoạn tận khổ thành tựu được thánh trí đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Xin thưa quý vị, giờ hôm nay chúng ta học bài cuối của cái phần pháp, tức là bốn sắc tướng trạng, được gọi là sắc tướng trạng bởi vì từ chữ Pali là Lakkhana Rupang. Lakkhana là cái tướng hay là cái trạng thái. Ở đây chúng ta dùng là sắc tướng trạng. Mà sắc tướng trạng này nó có là bốn cái sắc. Và chúng ta điểm danh trước á, tức là bốn cái sắc này được gọi là sinh. Rồi thừa kế. Thì chữ sinh từ chữ Pali có nghĩa là upacaya, nó là sinh lên. Và chữ thừa kế mà chúng ta dịch nó đúng là phải dịch là cái sắc liên tục, tức là nó từ cái chữ santati rupa, đó là nối tiếp sắc nối tiếp. Và loại sắc thứ ba là sắc già, chữ Pali gọi là chara rupa, sắc già. Và cuối cùng nữa là nó đi hoại diệt, cho nên cái chữ Pali gọi là anicca rupa, tức là vô thường, sắc vô thường. Nhưng mà tạm thời chúng ta hiểu một cách cho nó gọn, tức là anicca rupa chúng ta tạm dịch là sắc diệt đi, mất. Như vậy khi mà chúng ta điểm danh vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng sắc tứ tướng này nó có bốn. Sắc tướng trạng này nó có bốn loại sắc, đó là sinh lên, rồi nói tiếp, rồi già đi, và cuối cùng thì diệt mất. Và như vậy thì xin thưa rằng nếu như mỗi cái loại sắc của chúng ta có thì trong một cái thời điểm mỗi cái loại sắc này nó chỉ có được cái một mà thôi, một mà thôi, tức là khi nó có sinh thì nó không thể nào mà có cái sự liên tục, mà khi nó có sự liên tục thì nó không thể có sự già. Nói cách khác nữa, khi mà cái sự sắc liên tục đó, tức là sanh tất tí rô bá nó có đó. Thường thì lúc trước đó, chúng ta có một danh từ để gọi nó, tức là sắc tiếng tiếng. Thôi thì chúng ta cũng sử dụng từ này cũng được, tức là nó tiến triển. Mà hãy khi có sắc tiến triển thì không có sắc sinh, mà khi có sắc sinh thì không có sắc tiến triển. Mà chẳng những vậy, không có sắc tiến triển thì nó sẽ không có sắc già, mà cũng không có sắc chết. Như vậy mặc dù là có bốn sắc là sinh tiến già và diệt, nhưng đối với mỗi cái cụm sắc hay là một cái đoạn sắc
thì nó chỉ có một trong bốn mà thôi. Và chúng ta biết rằng cái sắc pháp của chúng ta đó, nó có bốn cái nhân sinh, tức là do nhân sinh từ nghiệp, do nhân sinh từ vật thực, do nhân sinh từ tâm, do nhân sinh từ thời tiết. Và nó không phải bốn loại này là nó tập trung thôi, nhưng mà trong mỗi từng loại á, nó có từng đoàn riêng biệt. Ví dụ như giờ chúng ta có sắc nghiệp á, thì chúng ta có chín loại sắc nghiệp, như là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thần, năm sắc thần kinh. Rồi hai sắc tính là sắc tính nam, sắc tính nữ. Rồi sắc ý vật, sắc mạng quyền. Khi chúng ta tách riêng chúng ta học á, thì là như vậy. Nhưng mà khi mà chúng sinh lên với nhau đó, nó không bao giờ nó sinh đơn độc một cái, mà sinh ra một cái từng cụm. Mà từng cụm đó được gọi là đoàn. Nếu như thần kinh nhãn sinh lên thì nó có những một cái số sắc pháp cùng sinh với nó, được gọi là đoàn nhãn. Mà khi mà thần kinh nhĩ nó sinh lên, nó cũng có một cái số sắc pháp cùng sinh với nó, được gọi là đoàn nhĩ. Như chúng ta thấy là đoàn nhà nó ra đầu tiên là cái đơn vị thấp nhất, nhỏ nhất, hay là đơn vị căn bản nhất. Nó là tám sắc không lìa nhau, tức là tám sắc bất ly. Tám sắc bất ly đó là đất, nước, lửa, gió, sắc cảnh sắc, sắc cảnh mùi, sắc cảnh vị và sắc vật thực. Tám sắc này được gọi là cái đoàn sắc cơ bản, nó không bao giờ tách lìa nhau. Dù là một cái đoàn thực nhỏ cỡ nào cho nữa, nó cũng có tám sắc này. Và nếu là đoàn nhãn á, thì nó phải có thần kinh nhãn vô, bởi vì nó là cái chủ yếu, là chính đời sắc. Nhưng mà đoàn nhãn này muốn duy trì được cái đời sống của nó trọn vẹn, phải có sắc mạng quyền. Như vậy nó có 10 sắc. Vâng vâng. Tức là một khi mà thần kinh nhãn mà nó sinh lên á, thì một đoàn nó sinh lên, tức là tám sắc bất ly, luôn cả sắc mạng quyền cùng sanh lên đó. Cho nên khi trong cái sắc nghiệp thì chúng ta có chín loại sắc như vậy, nhưng mà từng cái loại nó có từng đoàn riêng như vậy. Sắc vật thực cũng vậy, và sắc tâm cũng vậy. Chúng ta cũng có những cái đoàn tâm riêng, đoàn sắc tâm riêng, đoàn sắc tâm để nói, đoàn sắc tâm để hoạt động. Nhưng mà sắc sinh đây muốn nói là muốn chỉ cái thời điểm mà cái đoàn nó sinh lên, hay là cái loại sắc pháp nó sinh lên. Nói cái sắc pháp nó sinh lên là nói cái chủ yếu của cái loại sắc đó, chứ nhưng mà thật sự ra thì cái đoàn sắc nó sinh lên. Và nếu mà chúng ta phân tích đó, thì chúng ta thấy rằng là cái sắc pháp, cái đời sống của sắc pháp nó dài hơn đời sống của tâm pháp là ba sắc na tiểu. Ba sắc na tiểu. Đời sống của một cái tâm được gọi là một sắc na. Thì trong cái sắc na đó, giữ khánh ná là sắc na. Mà trong một cái sắc na đó, các ngài giáo tổ sư tiền bối để cho dễ hiểu hơn. Còn thật ra thì rất khó sự sinh và diệt của cái một cái tâm, ngoại trừ Đức Thế Tôn. Nhưng mà để cho dễ hiểu, để nắm bắt được cái cơ bản, cho nên trong cái sắc na, một cái khá ná đó, cái ngày phân ra làm ba cái sắc na tiểu, nó thời gian nó như nhau, nó giống như một cái sự tưởng tượng giống như nhau vậy. Mà sắc na đầu tiên hỏi ra mà cái tâm nó có mặt được gọi là sắc na sinh. Và khi cái tâm nó
ở yên, tức là nó sinh khởi hoàn toàn được gọi là sắc na trụ. Và sau đó thì cái tâm nó diệt mất, thì ngay lúc mình chia cái tâm diệt mất đó, được gọi là sắc na diệt. Như vậy một cái khá ná, tức là một cái sắc na đại, tức là đời sống của một tâm, một cái tâm được phân tích ra thành ba cái sắc na tiểu, tức là sinh, trụ và diệt. Ba cái sắc na tiểu này cái thời gian nó bằng nhau, nó không có sai lệch nhau lắm. Và đời sống sắc pháp á, nó dài hơn đời sống tâm pháp 17 lần. Tức là một cái đoàn sắc nó sinh lên rồi đến khi nó diệt đó, thì nó tương ứng đối chiếu với tâm thức á, thì lúc đó có 17 cái sắc na tâm nó sinh diệt, sinh diệt. Một sắc na tâm nó gồm có ba cái sắc na tiểu, sinh, trụ, diệt. À như vậy thì cái đời sống của sắc pháp là 17 cái sắc na tâm, dĩ nhiên là nó bằng 51 cái sắc na tiểu. Nghe sao mày? Thì cái sắc na mà khi mà sắc pháp sinh lên á, cái sắc na tiểu đầu tiên á được gọi là sắc na sinh. Và chúng ta nắm bắt được như vậy rồi thì chúng ta sẽ bây giờ chúng ta tìm hiểu chữ, ý nghĩa chữ upacaya, tức là sắc na sinh. Nếu gọi là sắc pháp sinh khởi thì nó tùy theo cái duyên trở tạo của nó. Có đôi khi nó sinh bằng cách tiếp nối, tức là cái này mất đi rồi á, nó tạo điều kiện cho cái khác sinh lên. Đây là trường hợp này là gọi là loại những sắc như sắc thời tiết hoặc là sắc vật thực. Còn một cái loại sắc khác, nó từ cái không mà nó có trở thành có, tức là không có cái loại sắc pháp nào trước đó nó có hết, nhưng mà đột ngột thì nó xuất hiện lại. Và cái loại sắc này cái nhân chủ yếu của nó lại là nghiệp. Như chúng ta thấy rằng khi một chúng sinh mất ở cõi nhân loại mà tái sinh về ở cõi thiên giới chư thiên, thì đột nhiên người đó xuất hiện giống một cái thân thể đầy đủ. Thật sự ra thì xuất hiện quá lẹ để cho thấy có một cái thân thể đầy đủ, ngũ quan đầy đủ, mắt tai mũi lưỡi thân đầy đủ. Nhưng mà khi mà phân tích chi đi thì giai đoạn đầu đó, khi mới vừa sinh lên á, nó có tâm tục sinh mà vừa sinh lên, thì bây giờ có một cái loại sắc khác cũng vừa sinh lại. Sau cái tâm tục sinh nó khoảng 14 cái sắc na tâm sau, thì có một cái loại động lực nó sinh lại. Dứt cái lộ động lực đó rồi á, thì bây giờ cái vị mà chúng sanh hóa sinh đó nó hiện bài đầy đủ. Mà một lộ động lực á, 14 cái sắc na tâm nó trải qua rồi, cộng thêm một cái lộ động lực nữa, thì nó lộ khoảng cái chừng tối thiểu gì cũng khoảng 30 sắc na. Mà khi mà cái khẩy móng tay của chúng ta đó, nó có 1.000 tỷ sắc na, cho nên quá nhanh, cho nên đột ngột xuất hiện thì cũng được đi. Nếu chúng ta nhìn cái khoảng thời gian nó như vậy, nhưng mà ngay lúc đầu tiên đó, thì có cái sắc pháp nó sinh theo đó, rồi qua cái sắc na trụ của tâm đó, thì năm sắc thần kinh nó hiện khởi lên, rồi sau đó sắc na diệt thì lại những loại sắc pháp nó cùng sinh lên, như là sắc tính trở thành là thiên nữ, hoặc là sắc tính nam mà trở thành là thiên nam.
nó diễn tiến như vậy. Nhưng mà ở cõi chư thiên á thì cái sắc pháp của chúng sanh này nó phải có trước đó, mà đột nhiên nó xuất hiện vậy, nó xuất hiện này mới do nghiệp, tức là thiện nghiệp nó mạnh, nó đẩy tự nó tạo tác ra. Chúng ta có thể hình dung một cái ví dụ giống như là trời nóng quá tự nhiên nó phực ngọn lửa, hoặc là có những ngọn lửa mà nó cháy dưới này á, nhưng mà đột nhiên nó bốc một cái khoảng cách nó bốc lên, nó cháy lên trên chỗ phía trên, cái khoảng cách đó nó không có liên tục, nó không có liên tục. Như thế nào vậy? Thì từ ở dưới dục giới này mà tái sinh lên cõi thiên giới này, đó là cái ngọn lửa như ở phía dưới này tự nhiên nó bật cái trái phía lên trên, nó có một khoảng cách. Để chính cái nghiệp mạnh, cái nghiệp lực mạnh của thiện nghiệp nó đẩy lên như vậy, khiến nơi đó tự nhiên xuất hiện ngọn lửa như thế nào thì ở trên không nó xuất hiện ngọn lửa như thế nào. Tại trên thiên giới cũng xuất hiện một loại sắc pháp tương tự như vậy. Ở thông thường thì những cái loại sắc ngoại trừ sắc tục sinh là chủ yếu do nghiệp. Sau đó rồi á, thì từ cái nghiệp này nó bắt đầu nó vận hành theo cái tính chất riêng của nó. Nó không ảnh hưởng tới tâm nữa. Nó không ảnh hưởng tới tâm. Cho dù rằng có tâm hay không có tâm thì nó vẫn cứ vận hành như vậy. Đây là trường hợp của những thâm niên ở cõi vô tưởng. Nếu là ở cõi vô tưởng vậy đó, là không có tâm, nhưng mà cái sắc nghiệp mà tục sinh đó nó vẫn vận hành, khiến cho gì đó có cái đời sống khoảng 500 kiếp đó, mặc dù đời sống đó giống như đời sống B. Hoặc giả trường hợp là các vị thánh A-la-hán hoặc A-na-hàm nhập thiền diệt, bây giờ không tâm, bởi vì thì thọ tưởng nó chấm dứt thì tâm không có. Nhưng mà những loại mà sắc do nghiệp sinh này nó vẫn tiếp tục, nó vận chuyển theo cách của nó, chẳng cần thiết có tâm hay không có tâm. Do đó chúng ta thấy rằng vị thánh A-la-hán mà nhập thiền diệt rồi, khi mà xả ra ngài, mắt ngài cũng vẫn còn, tai ngài cũng vẫn còn, mũi lưỡi thân của ngài vẫn còn, sắc tướng trạng nam cũng còn, sắc ý vật cũng còn. Cái loại sắc nghiệp này á, thì ngay cái sắc nai sinh lên thì nó còn nương tựa vào nghiệp, thì đột ngột nó có thể có nếu ở cõi chư thiên. Nhưng mà ở cõi nhân loại thì nó từ đâu? Nó có một loại sắc pháp có sẵn, đó chính là tinh cha và huyết mẹ. Tinh cha và huyết mẹ đó nó phối hợp với cộng thêm một cái nghiệp tục sinh, tức là một cái chúng sanh tái sinh nữa, nó đẩy ra một loại sắc mới. Sắc mới đó nó tự khởi lên, và một chúng sanh đó đã nhập thai bào. Như vậy sắc sinh này nếu mà nó thuộc về nghiệp, nó cũng có loại, có hai trường hợp. Một loại hóa sanh hay là thấp sinh thì tự nó xuất hiện. Còn cái loại noãn sinh hay là cái loại thai sinh thì nó phải có một cái loại sắc pháp có trước đó, nó hội đủ cái sự tương ứng của nó mới nảy sinh lên. Thì tự mà có, tự có. Cho nên được gọi là sinh lên, tức là nó hiện ra, nó bày ra, nó lộ ra, thì được gọi là sắc sinh. Và cái sắc sinh này nó có bốn cái ý nghĩa của nó. Cái ý nghĩa mà của sắc sinh đầu tiên đó,
Để cho chúng ta thấy là sự sinh khởi khởi lên, cái sắc đầu tiên của sự sinh khởi khởi lên, đó là cái trạng thái của nó. Cái phận sự của nó là giúp cho những sắc pháp khác được sinh ra, giúp cho những cái sắc pháp khác được sinh ra. Và thành tựu của nó đó thì nó có sự sinh ra đầy đủ. Tức là chúng ta vừa trình bày vậy rằng là một cái loại sắc mà nó sinh ra, nó không phải là chỉ có một sắc đơn độc, mà nó tối thiểu gì cũng phải có tám sắc, tối thiểu gì cũng phải có tám sắc. Chúng tôi lặp lại ra là tám cái sắc này được gọi là tám sắc không lìa nhau, hay là tám sắc bất ly. Đó là đất, nước, lửa, gió, sắc cảnh sắc, sắc cảnh mùi, sắc cảnh vị và sắc vật thực. Thì gọi là sự sinh và được thành tựu là tất cả những cái sắc pháp đó nó đều có mặt, nó không thiếu vắng được. Thí dụ như sắc thần kinh nhãn sinh lên chẳng hạn, thì thần kinh nhãn là chủ yếu rồi, thì ngoài thần kinh nhãn là ngoài có sắc mạng nguyện cộng thêm tám sắc bất ly. Còn như là nếu mà sắc tâm hành động chẳng hạn vậy, ngoài sắc tám sắc bất ly ra, nó phải có thêm một loại sắc khác nữa, ví dụ như là ngữ biểu tri hoặc là thân biểu tri. Nhưng mà như đó cũng chưa đủ, nó phải có sắc khinh, đó là sắc nhẹ, sắc mềm và sắc thích ứng. Mà bây giờ mà đầy đủ như vậy được gọi là cái thành tựu của nó có cái sắc sinh. Nó thiếu thì chưa đủ. Còn nhân cần thiết của nó là gì? Nhân cần thiết của nó là hoặc là có nghiệp, hoặc là có vật thực đang diệt, hoặc là có sắc thời tiết đang diệt, hoặc là có sắc tâm đang diệt. Chính vừa nói xong cái điều này thì tiếp nói mình nói khác còn điều khác. Tức là cái sắc nói trước đó nó diệt đi để nhường cho cái sắc nói ở phía sau nó sinh khởi lại. Ở trường hợp này thì trong bộ vị trí bộ duyên được gọi là vô gián duyên. Nhưng vô gián duyên nó thuộc về danh mà thôi. Bởi vì nó còn cái vô gián ấy, tức là nó không có khoảng trống. Nhưng mà giữa sắc pháp nó có cái sắc trống trong đó. Sắc trống mà chúng ta học rồi đó, nó là cái sắc giao giới hoặc là sắc hư không. Mà cái phần này á, chúng tôi cũng đã nói cũng khá kỹ tại sao phải có nó. Nếu không có nó thì những cái sắc pháp va chạm nhau nó dễ gây đổ vỡ. Nó như tấm niệm nè, hay là tấm điểm ở giữa hai sắc pháp. Nên vô gián duyên thì muốn nói về tâm mình nhiều nhất. Như này chúng ta tạm hiểu theo cách là cái sắc này diệt đi thì sắc khác, cho nên cũng tựa giống như cái ngọn lửa này nó chấm dứt đi thì để giúp cho cái ngọn lửa khác sinh khởi lên vậy. Tức là cái đốm lửa này nó tắt đi thì để nó tạo điều kiện cho cái đốm lửa thứ hai sinh khởi lên. Cho nên chúng ta có cái cảm giác rằng cái ngọn lửa nó cháy từ đầu hôm cho đến cuối hôm, nếu nó còn nhiên liệu, nếu nó còn cái vật dẫn hỏa. Nhưng mà rõ ràng là những cái đốm lửa đó, nó sinh diệt liên tục ở trong đó. Mà cái sắc này được gọi là sắc thời tiết đó. Tức là Utucha Rubá. Chúng ta tạm hiểu được như vậy. Như vậy thì cái sắc sinh là nó khởi đầu cho một cái bọn sắc.
hay là một nhóm sắc hay là một đoàn sắc, và nó hiện bày được đầy đủ, đó là thành tựu của nó. Và chúng ta khảo sát cái một đoàn sắc mà thôi, khảo sát một đoàn sắc đó, như là một cái đoàn nhãn hoặc là một đoàn nhĩ chẳng hạn, hoặc là một đoàn tính chẳng hạn. Thì khi sắc này sinh lên thì bắt đầu nó tiến triển, tức là từng lúc nó tiến triển, nó hợp với những cái loại vật thực để khiến cho nó sinh có sự tiến triển, tức là nó nới rộng ra, nới rộng. Thế nên được dịch là chữ sanh tất tí ru băng, tức là cái sắc mà liên tục. Nhưng mà chữ này liên tục đó, nó ngầm ý nghĩa là nó liên tục đó, là nó sinh liên tục, nhưng mà càng lúc nó sinh lên nó càng nở ra, nảy nở ra. Nếu không có loại sắc mà làm cho nảy nở này sắc này đó, thì đứa bé cứ mãi mãi là đứa bé, nó không thể là trưởng thành được. Nghĩa là về cái thân xác của nó không thể là trưởng thành được, mà nhờ cái loại sắc tiếng này này, thì tất cả những cái đoàn sắc trong cơ thể đó, nó nảy nở ra khiến cho đứa bé nó lớn lên, nó lớn lên. Cho nên được gọi là sắc thừa kế, hoặc là sắc tiến, hoặc là sắc tiếp nối, sanh tập tí. Và chúng ta hiểu rằng cái sanh tập tí này nó kéo dài bao nhiêu sắc na. Nếu cái sắc na đầu tiên, bây giờ chúng ta lấy là cái đời sống của sắc pháp còn có 51 sắc na, thì ngay cái sắc na đầu chúng ta đã định danh nó là cái sắc na sinh của sắc pháp. Vậy thì cái sắc mà tiến triển này nó được bao nhiêu sắc na? À, trước khi chúng ta trả lời câu hỏi này thì chúng ta sẽ bước qua một cái loại sắc thứ ba, đó là sắc già, tức là nó tiến triển đến mức độ mà nó không còn thể tiến triển nữa, nói cái khác là nó lên điểm cực đại của sự tiến triển của nó. Tại bây giờ nó có khuynh hướng là thoái hóa dần, nó thoái hóa dần 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 dần, và đến nó thoái hóa đến mức độ mà tiếp cận tới cái sự tan rã, thì ngay cái sắc na mà tan rã đó, tức là sắc na thứ 51 đó, chúng ta gọi là diệt, sắc na diệt. Như vậy sắc tiếng này đó, nó ở sắc từ cái giai đoạn từ sắc na sinh, bỏ cái sắc na tiểu sinh, rồi bỏ luôn cả cái sắc na diệt thứ 51, thì ở trong khoảng còn lại chúng ta có 49 sắc na cỏ sắc pháp. Và 49 sắc na này các ngài gọi là sắc na trụ, nó tương đương với cái sắc na trụ của tập. Vậy quý vị cứ tưởng tượng giống như một cái hình mà parabol nè, ngay cái điểm đầu tiên á chúng ta gọi là sinh, là số 1. Ngay cái điểm chấm dứt cái parabol đó, cái parabol này là parabol mà như cái chuông úp ngược á, như cái chuông úp vậy, mà cái đỉnh parabol nó chính là cái điểm cực đại, điểm cực đại. Ngay cái điểm cực đại đó, nó làm cái ranh giới giữa tiến và già lão, tiến và già lão. Dĩ nhiên cái sắc na diệt nó nằm ở số 51, tức là cái nhánh parabol thứ hai đi xuống, dần dần đi xuống, đi xuống. Cái điểm cuối cùng của cái parabol nó lại là sắc na thứ 51 thì diệt. Vậy bỏ hai cái sắc na này ra, vậy dĩ nhiên chúng ta còn lại là 49 sắc na.
bốn mươi chín sát na, mà cái đỉnh cao nhất á, nó không phải thuộc về tiếng, mà nó cũng hơi không phải thuộc về già lão, tức là cái điểm cực đại đó. Ngay chỗ đó nó là già lão cũng được, mà ngay nó nói nó là tiến triển cực đại cũng được, bởi từ đó nó khởi đi, mà nó khởi đi, nó lên tới đó rồi á, thì từ cái điểm đó đó, điểm đó nó bắt đầu dần dần xuống, mà cũng từ cái điểm đó đó nó đi lên tới điểm, từ cái nhánh bên kia đi lên tới đó, điểm đó. Như vậy thì gì, 49 sắc na đó chúng ta cắt hai ra, bên nhánh bên này có 24 sắc na, bên nhánh bên kia 21 sắc na, và nhánh chính giữa này là sắc na thứ 49, tức là đủ 49 sắc na. Trong 49 sắc na trụ đó đó, chúng ta lặp lại, chúng ta tưởng tượng giống như chúng ta có một cái parabol, tức là một cái chuông úp ngược, xin lỗi, một cái chuông úp, thì cái điểm đầu tiên bên này đó, chúng gọi là sinh, bắt đầu nó dần dần đi lên, đi lên, 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 lên tới đỉnh chuông, tức là điểm cực đại đó, và đã đi xuống, 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 thì một cái nhánh mà đi lên vậy đó, bỏ cái sắc na sinh ra, thì cái nhánh đi lên á, thì được gọi là tiếng, nghĩa là tiếng. Rồi một cái nhánh đi xuống, bỏ cái điểm cực đại ra, từ đó đi xuống tới khi nó gần cái điểm cuối cùng, kế cận cái điểm diệt, sáng nay diệt, thì nhánh đó được gọi là nhánh già, chara, già. Và tổng cộng như vậy nó 49 sắc na, thì cái sắc na mà đứng giữa của nó đó phải là sắc na thứ mấy? Xin thưa, cái nhánh này chúng ta cắt ra nó là 24, nó là 24 sắc na tiểu, tức là cái nhánh tiếng chúng ta cắt ra được 24 sắc na tiểu, nó cộng cho cái sắc na sinh nữa là sắc na thứ 25, nó cộng luôn cái sắc na đỉnh cao đó, điểm cực đại đó, vậy thì điểm cực đại là sắc na thứ 26, thứ 26. Như vậy từ 25 đến từ sắc na thứ 2 cho đến sắc na thứ 25 nó thuộc về sắc tiếng, sắc tiếng này. Mà sắc na thứ 26 đó, đó thì được gọi là sắc na quyền. Sau này chúng ta nói là sắc quyền, nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thân quyền, thiệt quyền, vân vân. Thì chúng ta phải hiểu rằng gọi là cái sắc na quyền nó nằm ở chỗ nào, tức là chính là trong 51 sắc na của đời sống sắc pháp này, nó chính là sắc na thứ 26. Từ sắc na thứ 27 cho đến sắc na thứ 50 thì nó là sắc già lão. Bên kia là tiến triển thì bên đây già lão thối hóa xuống. Và sắc na thứ 51 là sắc na diệt. Sau khi chúng ta nắm bắt được cái hình ảnh nó như vậy, tức là chúng ta định ra được cái thời gian của sự tồn tại của cái gọi là sắc tiếng, và sự tồn tại của cái được gọi là sắc già. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu cái ý nghĩa của chúng. Cái sắc tiếng như chúng ta trình bày như vậy rằng là nó từ cái phát sinh nó làm cho tiến triển, tức là nó nảy nở ra, nó lớn mạnh lên. Thì cái trạng thái của nó thì là nó phơi bày ra cái trọn vẹn cái loại sắc đó. Mới sinh nó còn nhỏ nhoi lắm, nhưng mà dần dần rồi nó tiến triển, nó phơi bày ra cái hình thức của những loại sắc đó. Mà điển hình chúng ta thấy rằng á, như một cái thai bào chẳng hạn, mà 7 ngày đầu á thì nó còn trong quá, nhưng cũng đã âm thầm nó lỡ tiếng rồi, nó tiếng tâm từ đó. Nhưng 7 ngày sau bắt đầu nó dần dợt, dần dợt, và 7 ngày sau là nó co cụm lại ra thành một khối thịt.
Rồi 7 ngày sau nữa khối tịch nó đào tự phân nhánh. Rồi 7 ngày sau nữa có cái tịch nó lớn lên, nó phân nhánh thành 5 nhánh. Nó ra cái hình dáng, cái hình dáng. Vì cái giai đoạn mà nó phải bày ra cái hình dáng, nó được gọi là thành tựu. Dĩ nhiên chúng ta muốn dùng cái hình ảnh này để chúng ta nắm bắt là cái phận sự của nó là phơi bày ra cái hình dáng của nó, chứ không phải là như vậy đâu. Tại vì một cái phôi thai đó là nó vô số lần mà tiến triển, chứ phải một vô số lần, vô số mà tiến triển của nó không thể là nếm biết được hết. Nhưng mà muốn dùng cái hình ảnh này để cho diễn đạt cái trạng thái của là sắc tiến, nó là như vậy. Và phận sự nó là, phận sự của nó là gì, là tiếp nối với nhau, tiếp nối với nhau để làm cái tăng cường. Nó cũng tựa giống như là cái năm học thứ nhất rồi tiếp theo năm học thứ hai, nhưng mà nhờ năm học thứ nhất á, cái năm học thứ hai á, nó tốt hơn, nó có tri thức đầy đủ hơn. Đúng vậy, cái sắc pháp này nó tiến, nó nhờ cái tiến thứ nhất rồi tiến lên thứ hai, nó tiến lên thứ ba. Sinh thơ nó chưa diệt nha, nó càng lúc nó càng tiến triển, từ cái sắc sinh lên nó tiến lên lớn chút xíu, qua chút xíu nữa, qua sắc na thứ ba, nó lớn hơn chút xíu nữa. Chúng ta tới đây tạm dùng một hình ảnh chúng ta dễ nắm bắt này. Là cái sắc sinh á, ngay sắc na sinh của nó nhỏ như cái đầu kim vậy, nhưng qua sắc na tiến, cái sắc na thứ hai nó lớn hơn cái đầu kim tí, qua sắc na thứ ba thì nó lớn hơn cái đầu kim kia nhiều. Ủa, qua sắc na thứ 10 hoặc 15, 20 rồi đó thì nó bằng cái đầu tâm nhang chẳng hạn. Thì đó là cái phận sự của nó. Làm cho tiến triển lên. Thành tựu của nó là gì? Thành tựu của nó là cái sự phát triển nó không đứt đoạn. Và chúng ta nhìn thấy là trong cái lúc mà chúng ta học sinh vật á, cái những tế bào nó chia hai, nó cứ chia hai, cái một tế bào này một quốc nào đó nó chia hai, một tế bào khác một quốc nào đó chia hai. Và sự chia hai này tách đôi này ra, nó không hề gián đoạn. Như thế nào thì cái đó chính là muốn nói lên cái thành tựu của nó, thành tựu của cái sắc tiến này. Nó nối tiếp mà không hề dứt đoạn, không hề cái đứt đoạn cắt đoạn. Cho nên nó gọi là sampatti, là liên tục. Nó không có khoảng trống mà đứt quãng. Và nhân cần thiết của nó là có sắc đang nối tiếp, tức là có sắc trước bật lên. Nếu là sắc na thứ hai á, sắc na tiến mà ở sắc na thứ hai, tiểu thứ hai đó, nó phải có sắc sinh. Nhưng mà sắc na tiến ở sắc na thứ ba đó, sắc tiến ở sắc na thứ ba tiểu á, nó phải có cái sắc tiến ở sắc na tiểu thứ hai. Cái sắc tiến ở sắc na thứ tư thì nó phải có là cái sắc tiến ở sắc na thứ ba. Rồi như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái nhân cần thiết của nó là có cái sắc đang tiến triển. Nếu không có sắc đang tiến triển nó thì không có được. Mà sắc đang tiến triển thứ hai, sắc na tiểu thứ hai phải có sắc sinh, nó mới tiến triển. Nếu là sắc sinh nó sau khi nó tiến triển là nó diệt đi, nó nhường lại cho nó sẽ không còn gọi tên gọi là sắc sinh nữa, mà nó là sắc tiến triển. Nó cũng tựa giống như các người mà học tâm lộ á, cái sắc na đầu tiên của cuộc sống được gọi là tâm tục sinh, nhưng mà qua sắc na thứ hai thì được gọi là sắc na hữu Phật hay là tâm hữu Phật. Và cuối cùng cũng cái loại tâm đó, mà
kết thúc cái cuộc đời sống của người đó được gọi là tâm tử. Cái tâm sắc à, tâm tục sinh, tâm hữu phần hay tâm tử cũng đều là một thứ tâm, nhưng mà nó xuất hiện những cái thời điểm khác nhau như vậy, cho nên nó được định danh theo từng thời điểm. Thời điểm mới vừa khởi hiện lên, xuất hiện trong cái thế gian thì được gọi là tục sinh. Rồi thời điểm mà lìa bỏ cảnh giới này sang cảnh giới khác thì được gọi là tử. Ở khoảng giữa tục sinh và tử đó được gọi là hữu phần hay là hậu kiếp, có thể thôi. Phải như thế nào cũng vậy, như thế nào cũng vậy. Cái sắc tiếng này mà nó có được, nó trôi chảy không gián đoạn được như vậy đó, cũng phải nhờ có cái sắc sinh đầu tiên, tức là cái sắc tiếng thứ hai, nó cũng chính là cái sắc sinh đó mà thôi. Nhưng mà nó nằm ở cái sắc na tiểu thứ hai, cho nên gọi là sắc tiếng. Và dĩ nhiên cái chữ tiếng này để cho chúng ta hiểu rằng là nó phát triển lên, nó phát triển nhờ đâu? Nhờ cái vật thật. Giai đoạn đầu thì nó sống nhờ cái vật thực nội của nó, tức là cái vật thực nội mà chúng ta vừa trình bày vậy là trong tám cái sắc không lìa nhau đó, đất nước lửa gió, cảnh sắc, cảnh mùi, cảnh vị và vật thực. Cái đó này gọi là vật thực nội. Nhưng mà để nó tiến triển nó phải nhờ cái vật thực ngoại, mà trong cái bài sắc vật thực chúng ta nắm bắt rồi, để mà nó tiến triển. Như vậy chúng ta thấy được cái bốn ý nghĩa của cái sắc tánh sanh tá tí, có nghĩa là sắc liên tục. Bây giờ chúng ta bước qua cái loại sắc gọi là sắc già chara rupa. Nó gọi chứ là sự già đấy đó, là nó ám chỉ cái trạng thái nó lùn dần, tức là nó từ ở đỉnh cực đại bắt đầu nó lùi xuống, tức là nó cách khác là nó thoái hóa dần dần. Chính vì chúng ta hiểu biết vậy cho nên Đức Phật ngài nói già bệnh chết luôn luôn có trong mặt trong cái thân này. Trước khi bước qua già thì nó có giai đoạn tiến triển rồi bước qua già. Và chính vì cái sự thoái hóa này nó là một cái chứng bệnh của sắc pháp. Con người chúng ta gọi là bệnh bởi vì chúng ta có nhiều cái vi khuẩn hay là cái gì đó, cơ thể chúng ta nó bất ổn. Nhưng mà đối với sắc pháp nó cũng vẫn có chứng bệnh luôn đó. Bệnh của sắc pháp, đó là sự thoái hóa của sắc pháp. Cho nên do dù là cây cỏ chăng nữa, nó vẫn có bệnh. Bởi cây cỏ nó cũng có lúc nào đó nó cũng bị hư hoại, nó bị vàng úa, lá cỏ xanh, lá xanh cũng trở nên vàng, để rồi nó rụng. Nó rụng là chúng ta gọi là diệt, rồi nó chết. Trên cái giai đoạn mà thối quá nó được gọi là bệnh. Nó bệnh. Và nó bị thối quá từ từ. Cho đến khi mà nó thối hóa một cách trọn vẹn thì nó phơi bày ra, lộ ra vẻ già lão của sắc pháp. Đó là cái mà chúng ta định danh là già hoặc là cũ kỹ của sắc pháp. Nếu như bậc chất thì chúng ta gọi là cũ, hoặc là cổ, như là núi cổ, hoặc là đền cổ, hoặc là quần áo cũ, chiếc xe cũ. Nhưng mà đối với con người thì chúng ta gọi là già. Nó gọi là già. Tại những giai đoạn mà nó cái sắc tiếng nó lướt đi á, thì nó áp chế đi cái sắc già. Chúng ta nói rằng nó áp chế như thế nào, chúng ta nhớ rằng trong người chúng ta nó không phải là chỉ có một cái đoạn sắc, nó rất nhiều cái đoạn sắc trong đó. Mà cái đoạn sắc nào nó mạnh, nó áp chế đi cái đoạn sắc kia, tức là
cái sắc già của cái đoàn sắc kia đó, nó không có cơ hội nó là hiển lộ. Mà bao giờ nó nhiều cái đoàn sắc già quá thì nó đẩy cái đoàn sắc tiến kia mất đi. Cho nên trong giai đoạn trẻ của chúng ta, cái giai đoạn mà cái sắc tiến nó cường mạnh, cho nên nó đẩy đi cái sắc già đó, cái sắc già này khiến chúng ta không nhận thức được mà. Nhưng mà khi càng lớn tuổi lên á, thì cái sắc pháp của chúng ta nó đã như chiếc xe mà sử dụng lâu ngày, thì cái loại sắc già lão này nó mạnh lên, nó tích lũy nhiều hơn, nó đẩy cái loại sắc tiến kia, những cái đòn sắc tiến khác nó không còn lên mà được. Cho nên tóc nó trở thành bạc, răng nó bị hư rụng, da thì nhăn nheo lại, tai thì lãng đi, mắt thì mờ, đúng không ạ? Mà chúng ta gọi nó là hiện tượng già, hiện tượng già. Thì đến khi mà nó phơi bày ra vậy, chúng ta mới biết là chúng ta già. Nhưng mà thật sự chúng ta già, già từ lâu rồi, già từ thuở lên ba lên hai rồi. Bởi chỉ là giờ cái già đó nó chưa hiển lộ, bởi vì cái loại sắc tiến của nó đó, nó quá mạnh thì nó át đi, nó nhiều quá thì nó át đi cái loại sắc già. Và nếu chúng ta tham khảo về phần lộ sắc thì chúng ta thấy rằng nó rất là đẹp, rất là hay, nó giải thích nhiều cái vấn đề. Nhưng đây chúng ta muốn tìm hiểu cái sắc già mà thôi. Tức là cái loại sắc mà nó lâu năm. Lâu năm đây muốn nói nè, nếu như sắc na thứ 27 thì nó đã lâu rồi, so với 26 sắc na trôi qua. Sắc na thứ 30 nó càng lâu hơn nữa, sắc na tiểu thứ 40 nó càng lâu hơn nữa. Thế là nó thối quá dần dần nữa. Nghĩa là nó hao lại. Và cho đến khi nó hiện bài ra một cách trọn vẹn ở sát na thứ 50. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tìm thấy cái bốn ý nghĩa của nó. Bốn ý nghĩa của cái sắc già. Thứ nhất là cái trạng thái nó là tiêu hoại dần dần. Cái sự tiêu hại dần dần này nó làm cho hao mòn dần dần này. Chính vì cái sự hao mòn dần dần này, chúng ta không nhận thức ra được rằng ta là già. Cái người mà 20 tuổi, 30 tuổi nghĩ là mình còn trẻ thì nghĩ theo thường tình. Mà bởi vì cái sự già nó âm thầm trong đó, nghĩa là nó làm tiêu hại dần dần. Nó tựa giống như là con chuột gặm nhấm, nó làm như hư hao dần dần. Đó là trạng thái của nó. Cái phận sự của nó là chuyển biến. Nó làm cho cái tiến hóa nó trở thành là thoái hóa, nó thay đổi. Nếu ở trên nó là cái sự ta tăng trưởng tiến triển, thì ở dưới này nó làm cho ngược lại. Ở trên mà nó nở ra bao nhiêu thì bây giờ nó co cụm, nó rút từ từ lại đi. Nó tựa giống như cái bong bóng mà chúng ta thổi phù lên vậy. Thì giai đoạn mà bong bóng mà nó lên căng xong thôi rồi đó, còn nó rồi từ từ nó cái hơi nó thoát ra. Bởi vì cái bóng nghe nó từ nó teo lại. Đó là cái phận sự của cái sắc cà già này. Tức là sao? Tức là nó làm sự chuyển biến ngược lại đối với cái sắc tiến. Rồi, cái thành tựu của nó là gì? Là nó dẫn tới
cận kề cái sự tiêu mất. Ừ. Cho nên giờ học này cho chúng ta mới quan sát là đối với những ai mà gần 60, 61 cũng hiểu biết rằng mình đang cận kề đến với sự tiêu hoại. Cái thân xác chúng ta như vậy bởi vì khi mà cái sắc pháp chúng ta như vậy mà chúng ta biết rằng cái tâm thức chúng ta đó, chúng ta tồn tại đó, là cũng nhờ cái tâm thức với cái thân xác này. Một khi mà cái sắc nhận quyền mà nó gần kề tới sự tiêu hoại đó, thì có nghĩa là đời sống chúng ta cũng chấm dứt. Hoặc giả rằng đối với sắc khí vật á, mà nó đang cận kề sắp sửa bị tiêu diệt hoàn toàn á, thì không có nơi nương có tâm thức. Mà nơi nương tâm thức không có thì tâm thức nó phải diệt thôi, không có chỗ để sinh lên để nương trú. Cho nên từ cái quán ngũ quẩn chúng ta quán về cái sự sinh diệt của ngũ quẩn, tức là sinh tiến dị diệt có cái sắc quẩn, tức là từng cái bộ phận khác như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì cái phận sự của cái sắc tiến đó, già lão đó, là nó làm cho không còn mới nữa mà trở nên cũ kỹ. Ok, nó đã chuyển biến cho nó độ mà nó không còn cái mới nữa mà trở nên cũ kỹ. Lúc đầu còn mới, rất mới, càng lúc càng mới, như là cái lọ đồng mà chúng ta đánh, càng đánh càng sáng, càng đánh càng sáng. Nên lúc nào chúng ta hết đánh thì từ từ bớt sáng, bớt sáng, bớt sáng, bớt sáng, nó trở thành cũ. Cái lưu đồng trở thành cũ, thì đó là cái thành tựu của nó. Mà nhân là gần của nó đó, nhân gần nhất của nó là có sắc đang tiêu hoại. Nói vậy chúng ta phải giải thích rằng nếu như sắc na thứ 27 thì nhân gần của nó nhất là sắc na tiểu thứ 26, tức là sắc na quyền. Nhưng mà ở thời điểm mà nó ở đỉnh cao nhất, chúng ta là định danh nó là sắc na quyền, thì có cái sắc na quyền thì sắc na thứ 27 mới có mặt. Nhưng mà khi mà sắc na thứ 27 có mặt đó, thì chính sắc na thứ 27 này, sắc na tiểu thứ 27 này, chúng ta định danh nó là sắc na già. Đó là bắt đầu nó thoái hóa dần dần rồi. Sắc na thứ 27 nó thoái hóa chút 0,0000 mấy% nữa chẳng hạn. Rồi sắc na thứ 28 nó cần phải có cái sắc na thứ 27 để nó làm cho tiêu hao hơn. Nếu ở cái tiếng thì nó làm cho tăng trưởng hơn, thì bây giờ ở đây nó làm cho tiêu hao hơn. Rồi sắc na thứ 30 phải có cần cái sắc na thứ 29 để làm cho nó tiêu hao hơn. Nguyên nhân cần thiết của nó vậy đó là có cái sắc na mà đang hư hao. Mà cái giai đoạn đầu của sắc na đang hư hao đó, sắc na hư hao đầu tiên đó, nó phải là cái sắc na quyền. Nó mới hư hao được. Không có sắc na quyền thì nó không có hư hao, nó chưa nó hư hao. Chúng ta lặp lại rằng nó được định danh là được định cái danh theo cái từng cái thời điểm sắc na đó, mới khởi lên được gọi là sinh, chấm dứt đó được gọi là diệt. Ở giữa hai trạng thái sinh diệt đó gọi là trụ. Từ sắc na thứ 2 cho đến sắc na thứ 25 được gọi là sắc na tiến. Sắc na thứ 26 ở đỉnh cao được gọi là sắc na quyền.
Từ sắc na 27 cho đến sắc na thứ 50 được gọi là sắc na già. Cho nên chúng ta thấy là nếu mà sắc na thứ 30 phải cần có sắc na thứ 29 à, để cho nó làm già thí, mòn thí, mòn thí. Và nếu mà chúng ta phóng đại ra đó thì không có 50 tuổi đã già, thì 51 già hơn, mà không có 50 tuổi thì không có 51 tuổi. Rồi 55 tuổi nó già hơn 51. Cho dù đắp như cách nào đắp, giải phẫu thấy nó trẻ hơn, thẩm mỹ nó trẻ hơn gì đó, nhưng mà trong bản chất của nó vẫn già. Để hẹn. Bây giờ chúng ta bước qua cái sắc cuối cùng, tức là sinh, tiến và lão. Ba loại sắc chúng ta tìm hiểu rồi. Bây giờ tới sắc na diệt, tức là sắc na của vô thường, anicca. Tiến loại anicca vô thường có nghĩa là nó thay đổi hoàn toàn. Thay đổi hoàn toàn. Ở trên nó còn biến dịch với nhau. Nó còn thay đổi chút, nhưng mà đã khi mà đã nó là vô thường rồi đó thì là nó thay đổi cách hoàn toàn. Cũng giống như chúng ta nói nè, cái giàu nó vô thường. Khi hỏi cái giàu vô thường có nghĩa là trước đây nó giàu nhưng mà bây giờ nghèo. Hoặc là chúng ta gọi là cái nghèo nó cứ vô thường, trước đây nghèo nhưng bây giờ giàu rồi chẳng hạn. Nó nói khác cái ý nghĩa của anicca vô thường đây là thay đổi, thay đổi hoàn toàn, đang từ thân nhân loại nó chuyển sang qua thân chư thiên vô thường, đang từ thân chư thiên chuyển thành thân nhân loại vô thường, đang từ thân thú chuyển thành thân người, đang từ thân người chuyển thành thân thú, vân vân. Tất cả những cái nghĩa đó đều được gọi là vô thường. Nếu mà ý nghĩa sâu thẳm của chữ vô thường có nghĩa là nó thay đổi hoàn toàn. Cái hạnh phúc nó bị thay đổi nó thành đau khổ, vô thường. Tài sản đang có bị biến mất, đó là vô thường. Thế nó còn tồn tại chúng ta không nghĩ nó là vô thường. Rồi cho nên chúng ta mới thấy rằng là cái ý nghĩa của chữ vô thường của sắc pháp đó, nó là vậy, nó thay đổi hoàn toàn. Tức là giờ nó đang có mặt bây giờ, nó thay đổi hoàn toàn, tức là nó không còn hiện hữu. Nó không còn hiện hữu. Cái nó càng lâu đang có mặt nó đó. Sinh là cái đang có mặt, tiếng là cái đang có mặt, già lão cái còn đang có mặt, nhưng mà cái việc của cái đó nó không còn có mặt, nó thay đổi. Rồi sinh là nó hiện khởi phơi bày ra, còn anicca vô thường tức là việc nó là chấm dứt cái sự phơi bày đó, chấm dứt đi cái sự hiện hữu đó. Cho nên khi mà chúng ta nói là đời là vô thường, nhưng mà chúng ta phải phân tích được cái vô thường chỗ nào, lúc nào. Thân này thì vô thường lúc nào. Chứ phải nói chung chung được. Chúng ta cứ nói chung chung thôi. Mà chúng ta phải biết phân tích. Phân tích. Tâm tôi vô thường, mà tâm tôi vô thường lúc nào. Từ thiện mà nó chuyển sang thiện, thì chúng ta nghĩ là nó là vô thường, thật sự nó chưa phải là vô thường đâu. Mà thật sự của nó chỉ là thay đổi. Thay đổi. Nó làm biến chuyển hình này. Từ tâm thiện chuyển thành tâm bất thiện, đó mới thật sự là vô thường, bởi vì nó nghịch lại. Nghịch lại. Từ tâm bất thiện mà chuyển thành tâm thiện, đó mới là vô thường, đúng nghĩa cái vô thường này. Cái trước đó là chỉ là biến hoại,
nhớ biến hoại. Còn nó chứ vô thường có là nó làm ngược lại cái đang có, theo ý nghĩa mà chúng ta sẽ tìm hiểu. Cái đời là vô thường, hoặc là cuộc sống này là vô thường. Nó vô thường ở lúc nào? Đời nó vô thường ở lúc nào? Chúng ta phải nắm bắt nó, chứ phải nói chung chung, nói một cách gọi là ầu ơ với dầu. Nó không có chính xác. Rồi, ví dụ như một cái vật nào nó bền vững, nó bể đi, chúng ta gọi là vô thường. Rõ ràng cái sự bền vững nó đã biến mất, nhường chỗ cho cái bể. Chiếc ly của chúng ta đang còn vậy, nó cứ bóp cái bể ra, chúng ta gọi là ly đi vô thường. Điều đó chính xác. Bởi cái ly còn nguyên vẹn kia nó mất đi, nó bể đi. Cái nhà của chúng ta đang tốt đẹp vậy, một cái cơn bão quét qua cái chúng ta nó vô thường. Đúng, tại vì nó không còn căn nhà, nó chỉ còn là một đống gạch vụn. Nếu mà phải nắm bắt được nó như vậy, à, chúng ta mới dùng từ nó mới chuẩn, mới giúp cho cái trí chúng ta nhạy. Và bây giờ chúng ta đi tìm cái sắc vô thường của nó. Tức là thì nó có hai loại, một loại là sắc bên trong ta và thứ hai là sắc ở ngoài ta. Rồi cái gì nó thay đổi đó, đền đài ở năm xưa giờ biến thành không còn đền đài nữa, mà nó chỉ là một bãi trống không. Như câu nói là biển xanh biến thành nương dâu, thương hải biến vi tan đi. Cái ruộng xanh nó giờ nó không còn ruộng xanh nữa, mà nó trở thành là cái ruộng dâu. Cái biển xanh nó trở thành ruộng dâu. Hoặc là như cái bên ngoài, giống như là nhà thơ Vũ Hoàng Chương nói, ta còn để lại gì không? Kìa non đá lỡ, nọ sông cát bồi. Mà cái đó không phải là vô thường, mà nó chỉ là một sự thay đổi, tức là một cái sự thay đổi. Bao giờ nó làm ngược lại hoàn toàn. Sông kia nó không còn là con sông nữa, mà nó chỉ còn là cái gì? Còn là những cái như cái nhà cao ốc nằm trên đó. Tìm dấu vết con sông nó không ra. Mà như con sông Ni Liên ở Ấn Độ vậy, bây giờ chỉ còn là như một con rạch, nhưng mà nó vẫn còn, nó chưa hẳn đã là vô thường. Nó thay đổi rồi đó, nó biến hoại rồi đó. Bao giờ cái con sông Ni Liên đó mất luôn, mà chỉ còn cái dấu vết mà là dòng sông Ni Liên, thì bây giờ chúng ta gọi là vô thường. Cho nên cái chữ mà vô thường mà các bạn hay dùng trong này á, có nghĩa là diệt mất. Diệt mất cái sắc cuối cùng á, cái trạng thái cuối cùng của sắc pháp nữa, Đức Phật ngày giờ dùng là anicca rupang. Đó là sắc vô thường. Sắc vô thường này muốn chỉ là nó diệt, nó thay đổi, mất, nó không còn. Sắc mất không còn trong hiện hữu này. Cho dù nó còn còn đi chăng nữa thì chưa ăn gọi là anicca. Dù là còn là một sắc na nữa thì cũng chưa gọi là anicca. Mà khi nào nó chấm dứt cái sự sinh thì mới gọi là anicca, vô thường. Rồi, bây giờ chúng ta tìm tới bốn ý nghĩa của nó. À, xin lỗi, bây giờ chúng ta có tới sắc vô thường nội, tức là vô thường bên trong chúng ta. Nó thật sự là chúng ta rất là có nhận định. Cả thường bên ngoài hoặc là cái vô thường ngoại hay vô thường nội.
khi nó hiện bài ra chúng ta mới cho nó vô thường, chứ mà nó đang âm thầm vô thường chúng ta chưa thấy. Nó mất rồi mà chúng ta cũng không thấy. Ở thân chúng ta nó mất từ lâu rồi, mất nhiều lắm, chúng ta không thấy. Những cái đoàn tính, những cái đoàn nghiệp, những cái đoàn nhãn này kia, nó mất nhiều rồi. Nó được thay thế bởi những đoàn nhãn mới, được thay thế bởi những đoàn nhĩ mới, tỷ mới, mất nhiều lắm. Nó là thuộc về sắc nội nó bên trong chúng ta. Rồi bốn ý nghĩa của cái sắc diệt hay là sắc vô thường này, thứ nhất đó là tiêu hại hoàn toàn, ở trên làm thối hóa tiêu hại, nó không tiêu hại dần dần, còn cái này là nó tiêu hại hoàn toàn. Cũng giống như loại sữa tươi nó có nhiều chất bổ dưỡng mà để lâu ngày nó không còn cái chất bổ dưỡng nữa, nó là trở thành chất độc. Cái loại sữa tươi thì lúc đầu nó còn là tốt, uống vô có chất bổ dưỡng, nhưng mà để 2-3 ngày thì cái chất sữa tươi của 2-3 ngày trước nó trở thành là chất độc, uống vô ta thay đổi hoàn toàn như vậy, nó tiêu hoàn tất hoàn toàn. Phận sự của nó là cái sự thay đổi nó chìm xuống để người ta không nhận diện, cái phận sự của nó. Và cái thành tựu của nó là thật sự đã tiêu mất, thật sự tiêu mất liền không phải. Và dĩ nhiên nhân cần thiết của nó là có cái sắc tiêu hoại phía trước đó, tức là có cái sắc già mà sắp sửa tới tiêu hoại, có cái sắc đó thì nó mới chấm dứt được. Nó không tựa giống như cái điểm kế cận cổ cái điểm mà mũi tên rớt xuống. Nếu không có cái điểm kế cận cổ cái điểm mà mũi tên rớt xuống thì mũi tên vẫn cứ bay, nhưng ta nói nó hết lực rồi và mũi tên rớt xuống thì tiếp cận với cái điểm mà mũi tên rớt xuống kế bên đó, nó chính là cái nhân cần thiết cho mũi tên rớt xuống. Như thế nào cũng vậy, cái sắc pháp nó vô thường, tức là nó chuyển đổi thay đổi hoàn toàn, mũi tên đang bay rớt xuống thay đổi hoàn toàn thì nó phải có cái điểm kế cận cái mũi tên đó, chuẩn bị rớt xuống, đó là nhân gần nhất để cho cái sắc vô thường này nó hiển lộ ra. Dạ thưa quý vị, chúng ta nói rằng á, trong nên nói rằng bốn cái loại sắc này sinh tiến già và diệt, thì trong một đoàn sắc, trong một đoàn sắc nó chỉ có một mà thôi, nó không thể là có bốn được. Này có bốn, nhưng mà trong người chúng ta có là bốn không? Có, bởi vì chúng ta có nhiều cái đoàn sắc, thì cái đoàn này nó diệt thì đoàn khác nó đang sinh, cái đoàn khác nó đang sinh diệt thì cái đoàn khác đang tiến, đoàn khác đang sinh đang tiến thì có đoàn khác nó đang già lão, nó trộn lẫn trong cái sắc quẩn của chúng ta. Nhưng mà nếu một đoàn thì chỉ trong một thời điểm chỉ có một bọn sắc mà thôi, tức là có một loại sắc mà thôi, hoặc là sinh hoặc là tiến hoặc là dạ hoặc là chấm dứt vô thường. Và bài học hôm nay cũng vừa phải lẽ phúc báo phát sinh lên, xin cúng dường chư tôn thích tăng, cầu mong các ngài quan hỷ thời dụng đây được pháp thể kinh an phúc báo phát sinh lên, xin đem tới sự an lành cho quý sư cô, cầu mong các vị nhận hưởng quả phước này để được an vui. Phúc báo phát sinh lên xin đem tới sự thuận may trong đời sống, sự an vui tình lạc và đặc biệt là sự tấn hóa trong Phật gia đạo của toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Và chúng ta cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên hộ trì Phật pháp, nhất là chánh pháp. Cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng, sau khi quan hỷ thọ dụng rồi xin gia hộ chư tôn đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thuận may trong đời sống, và đặc biệt là được
bất kỳ mọi sự nguyện nhất là thành tựu được thánh trí đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Tham Gia, Nam mô Sơn Khai Dạ. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lãnh lễ Thượng Tòa Chánh Minh, con kính lãnh lễ quý chư tôn đức trong đạo tràng, kính chào quý anh chị. Và giờ đây thì con xin sư cho con một tín hiệu là sư có trước máy để con có thể đọc câu hỏi số 1 của buổi pháp đàm tối hôm nay. Không biết là sư đã nghỉ ngơi đôi phút và sư đã có trước máy chưa ạ? Sư cho chúng con một tín hiệu để con có thể đọc câu hỏi và thỉnh sư trả lời bắt đầu buổi pháp đàm. Dạ, con kính tri ân sư ạ, con đã thấy tín hiệu của sư rồi. Và bây giờ con xin kính đọc câu hỏi số 1 của Choi 10. Kính thưa sư, con gà và trứng gà sắc pháp nào có trước ạ? Con kính cung thỉnh mời sư và kính mời quý anh chị lắng nghe những câu hỏi và những lời giải thích của sư để chúng ta học hỏi thêm qua bài học tối hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi, câu hỏi là giống như câu hỏi của triết học, nó lần quần với nhau thôi. Nhưng thật sự Phật giáo đó thì giải thích rất là gọn. Nà, trước tiên á là con gà, sắc con gà có trước, sau đó sắc trứng có sao, sau sắc trứng có sao thì sắc gà lại có sao sắc trứng. Với lời ý muốn nói là con gà sinh trước cái trứng hay trứng sinh trước con gà? Thì xin trả lời rằng là con gà sinh trước cái trứng, rồi sau khi có trứng thì con gà lại sinh sau cái trứng. Điều này nằm đâu? À, xin thưa, điều này nằm trong bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn. Đức Phật ngài dạy rằng khi mà cái thế gian này mà hình thành rồi đó, chưa có chúng sanh, chưa có nhân loại, thì bây giờ có những vị phạm thiên ở cõi Quan Âm Thiên vì cái sắc vàng của cái trái đất này cho nên khởi tâm tham ái, nếm vị đất đó là trở thành người sơ kiếp, tức là hóa sinh tới mấy cái nào hào xa hào quang không còn đi đâu được đó, được gọi là người sơ kiếp. Tức là người sơ kiếp này muốn ra nó chỉ cho là hóa sinh, tự xuất hiện lên quả địa cầu này. Con người mà một chúng sanh, là một chúng sanh mà hóa sinh được thuộc về sơ kiếp, thì đối với con vật khác nó cũng có thể hóa sinh được để nó trở thành là những con vật như bây giờ chúng ta, rồi nó sẽ tiến hóa hoặc là nó thoái hóa dần dần. Có những con vật mà nó tiến hóa dần dần cũng có, mà có những con vật mà nó thoái hóa dần dần cũng có. Đại khái chúng ta thấy những con khủng long gì xưa mà bây giờ nó thoái hóa, nó trở thành là các ké kỳ nhông hoặc là những con gián hoặc con kỳ đạt của vật, nó là sự thoái hóa. Cũng có những con vật mà được tiến hóa, nhưng mà ở đây muốn mà bàn vậy, nếu như có những con vật mà chúng ta định danh là con gà đó, nó phải xuất hiện trước. Ở đây chúng ta gọi là con gà bởi vì nó cũng như là có loài chim, nhưng mà nó sống ở trên mặt đất nên chúng ta gọi nó con gà, chứ là nó bay nhảy trên hư không chúng ta gọi là chim. Mấy chúng ta định danh nó như vậy, chúng ta gọi nó là như vậy. Mà chim nó cũng đẻ ra trước. Thì theo cái khảo cổ học đó, thì nó giai đoạn đầu nó cũng có những cái loài chim nó từ biển nó xanh lên bay lên. Đây nó theo cái khoa học, nhưng mà nó theo kinh điển thì nó đây là dạng chúng sanh được gọi là hóa sinh hoặc là thấp sinh. Những con vật thường thường là thấp sinh nhiều hơn, tức là sinh ra từ nơi ẩm thấp. Những cái loài chim có thể từ nó tự nhiên nó xuất hiện từ nơi ẩm thấp đó, rồi sau đó do cái chủng loại của nó sinh ra trứng, là trứng nở ra con. Cho nên cái con vật ban đầu xuất hiện trên đất này nó thuộc về là
thấp sinh hoặc là phát sinh. Như con người chúng ta nha, người thay sinh ra sơ kiếp, mà cái trạng thái mà thấp sinh đó, nó không phải là thời sơ kiếp đâu, mà ngay trong hiện tại này cho chúng ta thấy có những người đó tự nhiên đầu có trí, mặc dù trong nhà không ai có trí, mặc dù cái người đó là không có tiếp xúc với những ai mà có trí cả, bạn bè không ai có trí, tự nhiên có trí. Nguyên nhân người đó là không chịu tắm rửa, cho nên lớp da đầu á nó ẩm ướt, tự nhiên nó sinh khởi lên cái loài trí đó. Rồi từ con trí đó, nó đẻ ra trứng, rồi từ trứng nó nở ra những con chim mén gì đó. Hoặc giả rằng những con chó mà không tắm rửa nó tự nhiên phát sinh bọ chét. Mà bọ chét nó không phải từ chó khác sinh ra, không phải. Chó mình nuôi nhà mà 4-5 con nhà đâu có đâu có con nào có bọ chét đâu. Mà cũng đâu có đi lang thang đâu đâu, ở trong nhà. Mà không đang tắm rửa nó phát sinh bọ chét. Vậy con bọ chét đầu tiên nó chính là thấp sinh. Rồi như con bò chét nó đẻ ra trứng, rồi từ trứng nó đẻ ra những con bò chét khác. Và như vậy thì cái con gà và cái trứng, cái nào sinh trước thì con gà đầu tiên nó sinh trước. Đó là cái dạng chúng sanh thấp sinh. Thấp sinh. Nhưng mà định danh nó là con gà. Chứ mà còn ai trên thiên không, chúng ta còn định danh nó là chim. Rồi chúng ta định danh nó nào chim công, nào chim cò, nào chim cưỡng, vân vân, nó lên đặt mà thôi. Chứ chủng loại có chỉ là một thôi. Như gà, vịt hay gì đó, ta định danh nó vậy thôi. Nói chung là nó chỉ là những loại có lông vũ mà đó. Mà cái loại lông vũ là chúng ta cũng qua cũng định danh nó. Rồi xin trả lời cho câu hỏi thứ nhất là con gà đầu tiên có trước. Nó trước bằng cách nào? Bằng cách thấp sinh. Thấp sinh. Để rồi sau đó cái thai chủng loại nó đẻ trứng, là từ cái trứng đó sinh ra gà thứ hai. Như vậy con gà thứ hai nó lại từ trứng sinh. Mà con gà đầu tiên là thấp sinh. Thấp sinh. Con gà thứ hai nó thuộc gì? Nõn sinh. Có thể thôi, tức là con gà đầu tiên có trước, gà trứng có sau. Sau đó cái con gà thứ hai nó thuộc về nõn sinh, thì là nó lại có sao cái trứng. Xin cảm ơn là đạo tràng nha. Nam mô Bồ Tát Giác. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính tri ân thượng tọa giảng sư. Con thay mặt cho đạo tràng cũng như là Choi rất tri ân thượng tọa rất nhiều qua câu trả lời vừa qua. Và bây giờ con xin kính đọc câu hỏi số 2 của Siết Diệu Nghiêm LTT. Dạ, kính bạch sư, người sắc pháp như bà thánh nữ Visakha, sự già đi chậm hơn, kính xin sư giảng cho chúng con được rõ. Dạ, kính tri ân sư. Dạ, con kính mời sư tôi cho con một tín hiệu để con thỉnh sư lên trả lời câu hỏi số 2 của Xích Diệu Nghiêm LTT. Dạ, con mời sư ạ. Dạ, xin thưa, đối với trường hợp bà Visakha là một cái trường hợp đặc biệt. Vì cái phước của bà rất là nhiều. Bà có cái năm cái mỹ tướng của cái người nữ mà theo quan niệm của người Ấn Độ. Một trong năm mỹ tướng đó là tóc bà luôn luôn đen nhánh. Dù trong 120 tuổi không thấy một sợi tóc bạc. Cho nên bà ngồi chung với cháu của bà, người ta cũng không phân biệt được đâu là bà mà đâu là cháu. Chỉ phân biệt là khi nào bà đứng dậy và phải yếu sức và phải chống tay xuống. Nhìn cảm ơn phân biệt. Ở đây là cái phước đặc biệt của bà. Và cho nên cái loại sắc pháp á, cái sắc già kia đó, nó bị cái phước là nó ác đi. Và cái phước này nó tiếp tục nó tạo những cái sắc pháp là thuộc về dạng thanh xuân đến cho bà.
nó cũng tựa tựa giống như chúng ta có một cái kho nhiên liệu vậy, chúng ta sản xuất hết cái này nó mới hoài mà không bao giờ cạn. Như thế nào cũng vậy, đây là cái phước của bà Visakha, họ rất hiếm những cái người nữ như vậy, tức là dùng 120 tuổi mà cái dáng dấp mà thanh xuân cũng là một trong những vẻ đẹp của bà, như là cô gái 16, 18, 20 không giờ mất. Dù bà có 20 người con vậy nữa thì cũng cái dáng dấp mà thanh xuân nó không giờ mất, đây cũng là do cái phước. Mà trước đó Bồ Tát chúng ta có người mẹ tức là Maya cũng có cái phước này, tức là năm mỹ tướng của người nữ, tức là môi đẹp, xương đẹp nè, dáng dấp đẹp nè, tóc đẹp nè, và cái cử động đẹp. Cho nên sắc pháp của bà nó chậm già theo mắt chúng ta, nhưng mà thật sự nó cũng già, nhưng mà bởi vì nó không có hiển lộ ra rõ. Cho nên nhìn theo thường tình chúng ta thấy rằng là bà vẫn còn trẻ, bởi vì cái phước của bà nó tạo ra những cái loại sắc khác nó ác đi. Phước bà rất lớn như vậy. Cái phước bà ngày xưa đến mức độ mà trong thời Đức Phật Ca Diếp á, bà được có cái mỹ danh là Sankhadasi, tức là người nữ nô lệ cho Chư Tăng, tức là bà phục vụ Chư Tăng rất là nhiệt tình. Nói Chư Tăng cần món nào thì bà sẽ cúng dường ngay món đó, từ thuốc, từ vật thực, từ sàn tỏa, từ y phục, giống như người nữ hầu của tăng chúng. Tăng chúng nhờ bà làm gì bà làm đó. Nhờ cái phước phục vụ này bà có sức mạnh tới bằng 5 con voi á, nên bà đủ sức để mang một cái nữ trang cáo tựa như con công. Nhưng mà đây muốn nói 5 cái mỹ tướng của bà, tức là trong một mỹ tướng đó là cái tóc của bà rất là đẹp, không hề có tóc bạc, dáng dấp bà dù 120 tuổi, dù sinh ra 20 người con cũng có vẻ như là một cô gái thanh xuân. Cái răng bà rất là trắng bóng giống như có pha sữa, thịt cho bà lúc nào cũng hồng hào lúc nào cũng hồng hào. Bà điệu bộ bà rất là, người mà nghe nhìn thấy bà đi cũng đã cảm mến, rất là đoan trang, rất là nhiều. Nó nằm mỹ thứ đó, đây là tất cả những gì do phước, cho nên cái sắc pháp chậm già. Thật sự nó không phải là chậm già, mà bởi vì cái sắc pháp già đó nó đã bị ép đi, nó không đủ sức để già nữa, mà những cái sắc tươi trẻ nó mới tiếp tục sinh lên, nó lấp vào trong những cái sắc già đã bị mất đi, chứ không phải là chậm già. Chậm già chúng ta nói theo cái quan điểm thường tình, cái mắt nó nhìn, nhưng mà cái sắc già thì là diệt đi đó thì vẫn có. Những cái phước nhiều quá cho nên cái sắc tiếng nó hiển lộ mạnh hơn. Mỗi loại sắc pháp già kia đó nó không có đủ khả năng nó phải là giống như chúng tôi vừa trình bày quý vị trong bài học. Xin chị nghe nắm bắt giùm nha, xin gửi lời đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đã thấy sư Diệu Nghiêm đã hoan hỷ với câu trả lời của sư. Và giờ đây con xin kính đọc câu hỏi số 3 của rùa gặp bóng cây. Kính bạch sư, vô thường và luân hồi có điểm nào khác nhau và giống nhau ạ? Sư cho giải thích để chúng con hiểu hơn. Con kính cảm ơn sư nhiều. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính mời sư trở lại với pháp tòa để trả lời câu hỏi của rùa gặp bóng cây. Dạ, con mời sư. Cái luân hồi theo ý nghĩa, cái luân hồi á là quay trở lại, giống như bánh xe mà nó quay trở lại. Hồi là quay lại, luân là bánh xe, nó quay trở lại.
Nó quay trở lại đâu? Nó quay trở lại một trong ba cõi. Thí dụ ở cõi dục thì nó quay lại cõi dục, cõi sắc giới thì quay lại cõi sắc giới, còn vô sắc giới quay lại cõi vô sắc giới, qua các cõi địa ngục cũng quay lại cõi địa ngục. Mỹ nghĩa luân hồi nghĩa là quay trở lại. Còn vô thường là làm thay đổi hay là biến mất cái cũ để có một cái mới. Là ví dụ như một cái chúng sanh này chết à, một cái này chết là có nhân loại, thì cái thân xác này á có nhân loại á, chúng sanh kia mới tái sinh lên cõi chư thiên. Thì cái thân xác nhân loại không có mặt ở tại cho cái người này thứ hai nữa, thì cái đó được gọi là vô thường, mất đi. Nó thay thế một cái mới. Là thân xác của nhân loại chuyển thành thân xác của chư thiên, hoặc là thân xác của chư thiên chuyển thành thân xác của chúng sanh địa ngục chẳng hạn vậy. Thì cái đó gọi là vô thường. Nó chuyển thành một cái thể mới. Còn luân hồi là quay trở lại. Quay trở lại. Để nằm á, chung chung á, thì có giữa luân hồi và cái vô thường nó cũng có cái nét giống nhau. Một cái nét giống nhau. Có nghĩa là thay đổi cái cũ có để có một cái mới. Nhưng mà cái nét khác biệt của luân hồi và vô thường á, là vô thường nó nói ở trong một cái góc độ nhỏ, còn luân hồi nó chỉ cho cái tam giới này. Chứ nói tới luân hồi thì người ta phải định ra sắc giới vô sắc giới hay là sắc giới liền. Còn nói vô thường thì người ta có thể định ở bất kỳ chỗ nào. Cái nhà cũng vô thường, sông nước cũng vô thường, cái ly cũng vô thường, tài sản cũng vô thường, mạng sống cũng vô thường. Nói một cách khác thì luân hồi thì chỉ bao trùm, muốn nói cảnh giới tái sinh, quay đi quay lại. Còn vô thường là sự biến chuyển của cái đang có, nó chuyển thành một cái khác. Đây là ý nghĩa khác biệt giữa luân hồi và cái vô thường. Còn ý nghĩa giống nhau đó là thay đổi từ cái này qua cái kia, từ cái này qua cái kia. À, biến mất cái này để có cái kia. Thì một cái người mà chết ở đại cõi nhân loại mà tái sinh về cõi sắc giới thì cũng gọi là luân hồi, hoặc là vô thường cũng được. Nhưng mà rõ ràng nói lên luân hồi thì chúng ta phải định ra rằng đó là sắc giới, vô sắc giới hay là diệt giới. Còn nói vô thường thì chỗ nào cũng vô thường. Đó là những cái điểm khác biệt nha. À, xin trả lời cho rùa gặp bóng cây vậy nha. Nam mô Bồ Tát. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, chúng con thành kính tri ân thượng tọa giảng sư, và không biết rùa gặp bọng cây đã hoan hỷ với câu trả lời của sư chưa. À, con đã thấy tín hiệu của rùa gặp bọng cây đã thành kính tri ân sư. Và bây giờ con kính đọc câu hỏi số 4 của một Phật tử ẩn danh. À, câu hỏi như sau: cõi vô sắc không có đầy đủ bốn sắc tướng trạng, đúng không thưa sư? Dạ, con kính mời sư ạ. Dạ, xin thưa, cõi vô sắc, đừng nói với bốn sắc tướng trạng, mà hoàn toàn không có sắc pháp, hoàn toàn không có sắc pháp, chứ không phải chỉ không có bốn sắc tướng trạng mà thôi. Bất kỳ có một cái chút sắc pháp nào, thì sao được không gọi là cõi vô sắc. Dù chung cái gợn nhỏ của sắc pháp nào trên đó cũng không gọi là vô sắc nè. Đã gọi vô sắc thì không có sắc, mà không có sắc thì làm gì có bốn sắc tướng trạng. Chẳng những không có bốn sắc tướng trạng mà không có loại sắc nào cả. Xin trả lời câu hỏi số 4 như vậy.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính tri ân Thượng Tọa Giảng Sư. Và bây giờ con kính đọc câu hỏi số 5. Bốn sắc tướng trạng này chỉ là một chiều thôi hay là hai chiều thuận nghịch liên tiếp nhau? Kính sư giảng dạy, và bốn sắc này liên quan như những mắt xích phải không thưa sư? Câu nói pháp có sanh tức có diệt, diệt rồi sanh pháp hữu vi, có thể hiểu là dòng chảy liên tục của bốn sắc này đúng không thưa sư? Kính sư giảng dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính mời sư từ bi hoan hỷ trở lại pháp tòa để trả lời câu hỏi số 5. Dạ, con mời sư. Xin thưa, bốn sắc tướng trạng này nó không phải chỉ là một chiều, mà nó là hai chiều đối nghịch lẫn nhau. Chúng ta có thể nói nếu như chúng ta hiểu hai cái chiều thuận nghịch đó thì cũng được đi. Tức là từ cái mới vừa sinh lên rồi nó tiến triển đến một đỉnh cực đại, rồi từ cái đỉnh cực đại đó dần dần nó thối hóa, dần dần sửa nó lên diệt. Thì trong cái bài giảng thì chúng ta cũng đã trình bày cái ý nghĩa này rồi. Rồi chúng ta mới nghiệm suy, nó không phải là chỉ một chiều, nó đi, mà chúng ta không dùng một cái đường thẳng để chúng ta ví dụ, mà chúng ta dùng một cái hình ảnh của parabola chúng ta ví dụ. Ở chúng ta không dùng một cái đường thẳng để mà chỉ nó một chiều nha. Bốn sắc này nó liên quan như những mắt xích, nó phải là liên quan như những mắt xích, bởi vì những cái mắt xích đó nó hiện hữu cùng như chung với nhau nha. Còn cái bốn cái sắc này á, sắc này có mặt, sắc kia không có. Nếu mà sắc sinh có mặt á thì sắc tiếng thì không có, mà sắc tiếng có mặt là sắc sinh không có, để nó không có liên quan như một mắt xích được. Nhưng mà trong thập nhị duyên thể chúng thấy là vô minh duyên hành, hành duyên thức á, nó như là một mắt xích được. Bởi vì cái đôi khi chúng tồn tại với nhau, nếu nói vô minh á chỉ phải là sổ si, mà nói cái hành á nó là tâm sở tư, thức là 32 tâm quả. Rồi trong 32 tâm quả nó có danh, tức là tâm sở, sắc như sắc tâm, nó có xúc vân vân. Nếu mà nói là trong một cái tâm có lý duyên khởi nằm trong đó luôn, nếu như là một cái tâm tham chẳng hạn vậy, nó có vô minh bởi vì có si trong đó, bởi nó có hành bởi vì nó có tâm sở tư trong đó, nó có thức bởi vì nó chính là tâm tham, nó có những cái tâm sở với hội trong tâm tham được gọi là danh, rồi nó tạo ra những cái sắc pháp gọi là sắc tâm, cùng có mặt với nhau cho nên gọi là mắt xích. Còn bốn sắc tướng trạng này không phải là mắt xích nha. Nó phải là mắt xích, bởi vì hai cái này có, cái kia nó không có thì ta sao là mắt xích được. Bởi mắt xích không phải tường, nó phải cùng có hiện hữu với nhau, mà cái này có cái kia không có. Mà chúng ta không thể nói rằng là mặt trời với mặt mà cái bóng xa, ánh sáng với bóng tối nó là mắt xích với nhau, không phải. Hãy có ánh sáng thì không có bóng tối, mà có bóng tối thì không có ánh sáng. Mà chúng nó thuộc về bất ly, chúng nó thuộc về là ly duyên, nó tách lìa nhau. Nhưng mà từ cái này cái kia có thì mới được đó, mới đúng. Từ cái sắc sinh sắc tiếng đó, từ sắc tiếng thứ nhất nó có sắc tiếng thứ hai, từ cái này cái kia có thì đúng.
chứ không thể là mắt xích. Bóng tối diệt thì ánh sáng, ánh sáng sinh lên, ánh sáng diệt thì bóng tối xuất hiện. Nhưng mà rõ ràng ánh sáng và bóng tối nó không phải cùng có mặt, thì không thể gọi là mắt xích. Nè, chúng ta có hiểu là một cái sự là cái này diệt đi để nhường cho cái khác sinh lên thì được, chứ không hiểu nó là một cái mắt xích. Mắt xích là chúng ta có phải có mặt đó. Cho nên thật như duyên khởi được gọi là những mắt xích, bởi vì một cái tâm nó sanh lên, nó có thể nó có vô minh trong đó, nó có thể có hành trong đó, nó có thể có thức trong đó, nó có thể có danh sắc trong đó, nó có thể có xúc trong đó, nó có thọ trong đó, nó cùng có mặt trong đó, nó được gọi là mắt xích. Còn bốn sắc tướng trạng này, cái này có cái kia không có thì không được gọi là mắt xích, mà cái này chấm dứt để tạo điều kiện cho cái khác nó sinh lên thì được. Như bóng tối chấm dứt thì tạo điều kiện cho ánh sáng sinh khởi, ánh sáng chấm dứt thì tạo điều kiện cho cái bóng tối nó sinh lên, thế thôi. Cho nên chúng ta phải nắm bắt vậy, chứ đừng có dùng cái hiểu cái nghĩa mắt xích là nó chúng nó cùng tồn tại một lúc, không bao giờ tồn tại. Bốn sắc tướng trạng này không bao giờ tồn tại cùng một lúc nữa hết. À, xin cảm ơn lại đạo tràng nha. Nam mô Bồ Tát. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính thay mặt đạo tràng thành kính tri ân sư, và không biết là quý vị Phật tử đó có hiểu hết những cái lời sư giảng giải thích không ạ? Tại vì hồi nãy con có đọc sót một đoạn của câu hỏi đó, thì không biết là vị đó có cần hỏi thêm để mà hiểu rõ thêm không? Tại vì cái đoạn mà con đọc thiếu là cái đoạn phía dưới nữa, mà con tưởng là cái câu hỏi số 6 là cõi vô sắc không có đầy đủ bốn tướng trạng, đúng không thưa sư? Nhưng con hiểu là những vị này vẫn còn luân hồi, vậy cái gì sẽ sanh nối tiếp và diệt, kính sư chỉ dạy. Không biết là sư có phải giải thích thêm nữa hay không, hay là vị Phật tử đó đã hoan hỷ rồi. Nếu mà thông suốt đầy đủ thì con xin học đọc tiếp câu hỏi số 7. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính mời sư ạ. Nha, cái cõi vô sắc không có đầy đủ bốn sắc tướng trạng, chúng ta trả lời rằng nó chẳng những không có sắc tướng trạng mà tất cả các sắc pháp đều không có. Nhưng hiểu là những gì này còn luân hồi, xin thưa có hai trường hợp. Một trường hợp là còn luân hồi như vị đạo hữu đã hiểu, một trường hợp là không còn luân hồi, tức là những vị thánh a la hán ở trên tái sinh về cõi đó. Chúng ta ví dụ giống một cái điển hình như vậy, có những vị người nhân loại chứng đắc được quả A Na Hàm hoặc là Tư Đà Hàm, nhưng mà tu chứng đắc được thiền vô sắc, sau khi mệnh chung là tái sinh cõi đó, mà quy luật bậc thánh mà sanh lên cõi cao này ít cái màu bao giờ trở xuống cõi thấp, sanh lên cõi vô sắc là không bao giờ tái sanh xuống cõi sắc giới đó, mà có sinh đi lên thôi mà thôi. Thì có lúc nào đó gì đó chứng quả La Hán là gì đó duyên tịch luôn, đó là không phải duyên tịch là bằng thân xác nữa, mà duyên tịch chỉ bằng tâm thôi, tâm diệt chấm dứt không sinh nữa là duyên tịch. Đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai theo hiểu, theo như vị đạo hữu ta hiểu, tức là còn vẫn còn luân hồi thì đúng, tức là dù những vị phạm thiên cõi vô sắc mà chưa chứng đắc được đạo quả thì vẫn còn là phạm nhân, mà hãy còn phạm nhân thì phải còn phải sinh tử luân hồi. Như vậy thì cái gì sẽ sanh nối tiếp và diệt chết? Xin thưa, chúng tôi có trình bày là ở trong cái sắc na tâm nó có ba, tức là sinh trụ và diệt. Mà bởi vì đời sống nó sắc pháp á,
nó dài hơn đời sống tâm pháp là 17 lần. Cho nên cái sắc na trụ á, nó được phân ra là tiến và già. Nó là thể vật chất. Ở nơi đó nó, chính cái tâm nó cũng bị diệt đi, đó là già. Nó cũng là vô thừa. Không phải tâm nó còn hoài, nó mới còn hoài. Rồi tâm này diệt, tâm khác sinh lên, đó là sinh. Và tâm này từ sát na sinh cho đến sát na diệt, nó có cái sát na tiểu gọi là trụ đó, nó là nối tiếp và già. Thế thôi. Như vậy thì những vị này còn luân hồi, đừng nói những vị này còn luân hồi, mà những vị mà bậc thánh A La Hán sau khi giết kiếp đó, ngày mệnh chung ngày niết bàn luôn á, những tịch đó. Mà còn ở trong cái tuổi thọ cõi đó, nó vẫn còn có sẽ sự sanh diệt, và giữa sanh diệt đó có sự trụ, trụ đó là nối tiếp và già. Mà khi nãy trong bài học là chúng ta phân tích cái tâm đó, gọi có ba sắc na tiểu sinh trụ diệt là như vậy. Thì cái tâm nó sinh trụ diệt thôi, không có gì đó. Cho nên trả lời cho vị đạo hữu này như vậy nha. À, bây giờ chúng tôi quên trả lời một câu hỏi của cái vị nào đó, một chiều, sức tứ một chiều đó. Câu nói là các pháp có sinh tất có diệt, diệt rồi sanh. Có thể là dòng chảy liên tục của bốn sắc này đúng không sư ông ơi? Nó không phải. Khi nói rằng các pháp hữu vi sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, mà pháp hữu vi ở đây muốn ám chỉ không hẳn chỉ là sắc pháp, mà luôn cả danh pháp, tức là tâm nữa. Tâm này diệt rồi nó nhường khác cho cái tâm khác sinh lên, mà tâm khác sinh thôi là diệt đi, diệt rồi nhường tâm khác sinh lên. Một dòng liên tục này nó không hẳn chỉ là sắc pháp không, mà luôn cả tâm pháp. Tức là cái pháp hữu vi này nó gồm có danh và sắc, ngoại trừ niết bàn không sinh không diệt được gọi là vô vi. Còn những cái pháp nào mà có sinh có diệt được gọi là hữu vi. Mà pháp hữu vi bao gồm cả danh và sắc, tức là về tâm và sắc. Nói rộng hơn chính là ngũ uẩn, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Nó không hẳn chỉ là sắc pháp không. Còn cái này là muốn nói về cái diễn tiến của sắc pháp, chứ không phải là nói diễn tiến của danh pháp. Cho nên vậy là hữu này nắm bắt giùm, đã nói pháp hữu vi thì chúng ta phải bắt lấy ngay chi pháp của nó, là tâm, tâm sở và sắc pháp, chứ không hẳn chỉ là sắc pháp không thôi. Bắt lấy nói là vô vi thì chúng ta bắt ngay chi pháp đó, đó là niết bàn hoặc là những cái chế định, lấy ngay chi pháp nó ra. Mà bốn sắc tướng trạng này là muốn chỉ cho sắc pháp không mà thôi. Câu nói sinh rồi diệt, diệt rồi sinh là pháp hữu vi. Tại cái này diệt xong nó tạo điều kiện các sinh lên, cái khác sinh lên rồi phải diệt đi để tạo điều kiện cho cái mới sinh lên, vân vân, nó mới chạy như vậy. Xin cảm ơn là đạo tràng nha. Nam mô Bồ Tát Giới. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đã thấy vị đạo hữu đó đã rất quan hỷ với câu trả lời của sư, và thành kính tri ân sư thật là nhiều. Và bây giờ thì con thấy còn đến hai câu hỏi nữa. Không biết sư có từ bi hoan hỷ trả lời tiếp hai câu này nữa không, hay là ba câu hỏi nữa chứ không phải là hai câu hỏi. Thành ra là không biết sư có sức khỏe để mà trả lời tiếp không, vì con thấy cũng đã 10 giờ rồi. Sư cho con một cái tín hiệu để con có thể đọc tiếp câu hỏi. Dạ. Con kính xin kính đọc câu hỏi số 7.
Kính thưa sư, người bị đuôi mù từ trong bụng mẹ được xác định từ khi nào, liên quan như thế nào đến sát sinh lúc tục sinh ạ? Con kính mời sư. À, xin thưa, là cái người đuôi mù từ trong bụng mẹ đó nha, được gọi, chúng ta gọi là người đạo cô nhân đó. Nó chỉ xác định ở trong tuần lễ thứ năm mà thôi, tức là sau cái tuần lễ thứ năm á, nếu chúng ta nhớ không làm nha, tuần lễ thứ năm là bốn sắc thần kinh kia nó sinh khởi. Giai đoạn đầu tiên á, giai đoạn đầu tiên á, khi tâm tục sinh vừa sanh khởi thì lúc đó có ba đoàn sắc cùng sinh lên với tâm tục sinh. Nếu tính là người nhân loại, tức là thai sinh đó. Thứ nhất là cái đoàn ý vật. Bởi vì đoàn ý vật đó, nó có cái công năng của nó là nên nương cho tâm, và sau này chính nó là cái chỗ mà tâm sinh lên và trú trong đó. Bây giờ thì cái ý vật này nó thuộc về những cái tâm thuộc lộ ý, không? Nó không phải là thuộc lộ nhãn hay lộ nhĩ, tức là không phải là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, địa thức, thân thức gì đó. Bởi vì bây giờ năm sắc thần kinh nó chưa có, à bốn sắc thần kinh chưa có. Thì cái đoàn đầu tiên phải đoàn ý vật để làm chỗ nương cho tâm, nó phải sinh lên. Đoàn thứ hai nó sinh lên nữa, đó là đoàn thân. Bởi vì là thân này nó rất là nhiều, nó rất là rộng. Ở trong người chúng ta đó, thần kinh nhãn chỉ chiếm một vị trí nhỏ, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt đều chiếm ở một vị trí nhỏ, nhưng mà thần kinh thân thì nó bao trùm ở trong thân thể, nó rất có nhiều nơi, nó nhiều cho nó sinh trước. Và đoàn thứ ba nữa là cái đoàn tính, đoàn tính. Thì bây giờ cái phôi thai đó, tức là cái chúng sanh đó đó, bắt đầu nó tiến triển do sắc thiệt thực, nó tự nuôi đó, nó phát triển vậy. Thì sau bốn tuần lễ, qua tuần lễ thứ năm á, thì bốn sắc thần kinh còn lại sẽ sinh khởi. Nếu như trong trường hợp mà bốn sắc thần kinh sinh khởi thì hài tử này đầy đủ ngũ quan. Từ tuần lễ thứ năm trở đi, những cái nó hấp thụ lấy cái dưỡng tố từ mẹ đó, do một cái sự cố nào khởi lên, do bà mẹ hay là do một sự cố nào đó, hay hoặc một cái nghiệp nào chen vào, khiến cho người đó bị đuôi từ trong mẹ. Nhưng mà đuôi sau thời gian này nha, trong thời gian này, hoặc biết từ trong bụng mẹ trong cái thời gian này, tức là sau vào tuần lễ thứ năm nó đã có năm sắc thần kinh rồi, nhưng mà qua tháng thứ sáu hoặc là tháng thứ tư tháng như vậy mà do một sự cố nào đó cái sắc thần kinh đó bị hủy diệt. Thì trường hợp này không được gọi là người lạc chủ nhân. Cho nên cái người bị đuôi bị mù từ trong bụng mẹ đó được xác định khi nào, thì chúng ta có hai trường hợp xác định. Một là vào tuần lễ thứ năm mà năm sắc bốn sắc thần kinh còn lại mà không sinh lên thì được gọi là người đạo cô nhân. Trường hợp thứ nhất đã như vậy. Trường hợp thứ hai, vào tuần lễ thứ năm mà năm sắc thần kinh được sanh lên rồi, người đó bị một sự cố, bị mất đi, đó là hai giai đoạn, hai thời điểm mà cái người đuôi từ trong bụng mẹ, người điếc từ trong bụng mẹ phải chịu. Mà trường hợp thứ hai thì không gọi là người lạc của nhân, chỉ có trường hợp thứ nhất mới gọi là người lạc của nhân. Là xin trả lời câu hỏi thứ bảy vậy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con thay mặt đầu tràng cũng như Phật tử ẩn danh đã hỏi câu hỏi số 7, thành kính tri ân Thượng Tọa Giảng Sư. Và bây giờ con xin kính đọc câu hỏi số 8. Câu hỏi số 8 như sau. Câu hỏi số 8 của Phật tử hướng
thượng. À, kính bạch sư, trong 12 nhân duyên, nếu chỉ cần chặt đứt một mắt xích, chẳng hạn như ái, thì có phá được vòng luân hồi không ạ? À, kính sư từ bi giải thích. À, con kính mời sư cho con một cái tín hiệu để cái thỉnh sư trả lời câu hỏi số 8 của hướng thượng ạ. Và con xin kính đọc luôn câu hỏi của Xích Diệu Nghiêm là hỏi thêm là Xích Diệu Nghiêm hỏi thêm câu hỏi của người Lạc Vô Nhân là hướng thượng cũng hỏi thêm là làm sao biết được người nào là Lạc Vô Nhân. Dạ vâng, dạ con kính mời sư. Dạ xin trả lời câu hỏi của đạo hữu hướng thượng. Trong mọi nhân duyên thì nếu chặt đứt một mắt xích chẳng hạn như ái thì có phá được vòng luân hồi không? Chúng ta xin trả lời như vậy nha. Khi nào chặt đứt được cái ái thì bây giờ phá được vòng luân hồi, còn mấy cái kia không thể phá được, nó chặt đứt được. Chỉ nào mà tận diệt được ái thì bây giờ mới phá được vòng luân hồi. Còn bây giờ mình chưa cắt được, bởi vì trong thập nhân duyên đó chúng ta sẽ thấy rằng là nó có nhân quả như nó, nhân quá khứ, quả hiện tại, nhân hiện tại, quả tương lai. Nhân quá khứ là gì? Vô minh, hành, ái, thủ hữu. Quả hiện tại là gì? Quả hiện tại là thức, danh sắc, sáu xứ, xúc và thọ. Thì bây giờ ngay nhân hiện tại bây giờ nè, nhân hiện tại đó là cái nhân quá khứ nó cho cái quả hiện tại đó. Mà nhân hiện tại bây giờ đó chính là ái, thủ hữu, vô minh và hành, thì nó sẽ cho là thức, danh sắc, sáu xứ, xúc và thọ trong tương lai. Cho nên đó là ngày Đại Trưởng Lão Tịnh Sự có cái câu thiệu năm nhân quá khứ lớn thay, năm quả hiện tại đời này có ra, bây giờ nhân đặng năm mà vị lai quả đồng thời là cũng năm. Cho nên cái nhân hiện tại này là ái, thủ hữu, vô minh và hành. Cắt đứt được ái thì chấm phá nát cái dòng luân hồi, dạ đúng. Còn thức, danh sắc, xúc, sáu xứ, xúc và thọ, nó là quả, quả không cắt được. Thậm chí vị thánh A La Hán phá hết dòng luân hồi mà các ngài còn xúc hay không? Vẫn còn xúc. Nhưng ái các ngài còn hay không? Không. Sự nắm giữ của ngài còn hay không? Thủ á, còn hay không? Không. Ao ước cảnh giới tái sanh là sinh hữu có hay không? Không. Nhưng mà xúc cái ngài còn không? Còn. Hức ngài còn không? Còn. Thọ ngài còn không? Còn. Từ đó ra rằng thức, danh sắc, sắc xứ, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, hoặc là sắc, tinh, hương, vị, xúc, pháp xứ, 12 xứ, 6 nội xứ, 6 ngoại xứ. Cái ngày còn không? Thần kinh nhãn ngày còn không? Còn. Sự thấy biết cảnh sắc ngày còn không? Còn. Thì rõ ràng là chúng ta đừng có hiểu lầm là mặc dù Đức Phật ngài giảng dạy chúng ta theo trình tự chúng ta nắm bắt, do vô minh hành sanh, do hành sanh do có hành cho nên thức sanh, do có thức danh sắc sanh, vân vân, do vô minh diệt cho nên hành diệt, do hành diệt cho nên thức diệt, vân vân. Đây là Đức Phật ngài giảng theo pháp thuyết. Chúng ta trình bày quý vị trong lý thập nhị duyên khởi đó. Do vô minh sanh, hành sanh, hay hoặc do có vô minh hành nó có mặt, thì chúng ta sẽ hiểu lầm rằng là
Khi có vô minh có trước là hạnh có sau. Xin thưa không phải. Bởi khi chúng đồng sinh nhau vô minh, chúng ta lấy chi pháp là tâm thở si, hành chúng ta lấy là tâm sở tư. Mà một cái tâm tâm si hoặc tâm tâm tham rồi chẳng hạn vậy, si và tâm sở si, tâm sở tư đồng sinh, chứ không phải vô minh có trước rồi hành có sao. Không phải, nó đồng sinh. Rồi không phải là do có danh sắc là có sáu xí, do có sáu xí có xúc. Sáu xí có trước, rồi xúc cũng có sau. Rồi xúc có trước là thọ có sau. Không phải, xúc với thọ đôi khi nó đồng sinh với nhau. Nhưng mà trên cái cách thuyết giảng thì Đức Phật Ngài đưa ra cái tuần tự như vậy. Đó là với cách giảng theo pháp thuyết, để cho người nghe nắm bắt. Cũng vậy thì Đức Phật Ngài dạy là do vô minh diệt hành diệt. Không phải vô minh diệt trước hành dài diệt sau. Nó không phải. Không phải. Do hành diệt rồi sáu xí diệt, rồi sáu thức diệt, thức diệt rồi sắc diệt. Mà chúng ta phải biết được cái nhân luân hồi nằm đâu, là cái quả luân hồi nằm đâu. Cắt và cắt đứt cái nhân luân hồi á, chứ không phải cắt cái quả luân hồi. Cái nhân luân hồi mà chấm dứt rồi thì cái quả luân hồi kia nó không có. Cái năm nhân quá khứ là do minh hành ái thủ hữu, nó cho năm quả hiện tại là thức danh sắc sáu xế xúc và thọ. Lão tử là cái giai đoạn nó nói tiếp, mà thôi sinh lão tử là giai đoạn nó nói tiếp để quay ngược lại cái dòng đó thôi. Cho nên cắt đứt được ái là phá nát dòng hồi đúng nè. Nhưng mà những cái gây khác không có nha. Không có nha. Cho nên nó có ba cái mối nói. Ba cái mối nói. Cái mối nói mà chúng ta muốn nói là xuất duyên cho thọ, cho nên chấm dứt cái cảm thọ cũ, không cho cảm thọ mới sanh lên. Tức là những cái cảm thọ mà nó dính dắt tới cái ái, chứ cảm thọ cũ là đã chấm dứt là cảm thọ mới không sanh lên, làm sao không sanh lên được. Nó phải có sinh lên, như là Đức Phật Ngài dạy. Quán tưởng làm thế nào để cho chấm dứt cái cảm thọ cũ, không cho cái cảm giác thọ mới sinh lên. Bởi nó duyên cho ái mà. Mà cắt đứt ở chỗ ái đó. Nhưng mà cảm thọ mới là cảm thọ mà nó không có dính mắc tới cái ái. Nó còn liên quan tới ái. Đó, xin trả lời cho hướng thượng như vậy. Bây giờ chúng tôi tiếp trả lời cho Sức Diệu Nghiêm là khó phân biệt được cái người mù một người điếc trong bụng mẹ mà thuộc về cái lạc phu nhân. Nó rất là khó. Nhưng mà chỉ có thể cho chúng ta kết luận rằng những người này người thiếu phước rồi. Mà giờ cái cách mà phân biệt rõ nhất á, mà chúng ta khẳng định là không sợ nhầm lẫn á, thứ nhất là cái người vô căn, đó là chúng ta tạm gọi là bà bóng này. Nè. Thứ hai là cái hạng người lưỡng căn. Lưỡng căn cũng khó phân biệt lắm, mà đời này chắc hình như không có. Thời Đức Phật thì có, nhưng giờ thời này không có. Rồi cái người mà đành, rất là ngơ ngác ngác, giống như cái đời sống thực vật này. Nè. Hoặc là người điên từ trong bụng mẹ nó ra, mặc dù ra ngoài rồi đó, sau này nó phát triển lên nó điên điên cùng cùng từ trong bụng mẹ. Rồi đó, những dạng người mà chúng ta khẳng định được đó là người lạc phu nhân. Chứ còn đuôi từ trong bụng mẹ, chúng ta nói rằng là nếu mà sau tuần lễ thứ năm á, vào tuần lễ thứ năm mà không có xuất hiện cái năm sắc thần kinh mới được gọi là người lạc phu nhân. Nhưng mà đã xuất hiện rồi, vào tháng thứ tư, tháng thứ năm mà do một cái biến cố nào đó bị hư đi thì cũng rất là khó xác định. Chỉ có xác định được là những cái dạng mà chúng tôi trình bày là chắc chắn. Xin gửi xin trả lời Duyên Nghiêm vậy nha. Mình xin gửi một lời đọc ra.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, con đã thấy hướng thượng cũng như xích dưỡng nghiêm đã hoan hỷ và rất là tri ân thượng tọa giảng sư qua câu hỏi số 8 và câu hỏi về người lạc phu nhân. Và bây giờ con xin kính đọc câu hỏi cuối cùng là câu hỏi số 9 của Đạo Hoàng. À, câu hỏi số 9 của Đạo Hoàng như sau. Kính bạch giảng sư, tu hành trong tất cả các pháp môn của Phật giáo để thành Phật đều phải phá kiến từ phiền não, trấn xa phiền não, vô minh phiền não. Vậy kiến tu Phật phiền não là chướng ngại của lục đạo chúng sanh, còn trấn xa phiền não là chướng ngại của thanh văn duyên giác, còn vô minh phiền não là chướng ngại của hàng Bồ Tát. Vậy kiến tu là gì, trấn xa là gì, vọng tưởng là gì? Kính tri ân giảng sư. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thỉnh sư từ bi hoan hỷ trả lời tiếp câu hỏi số 9 của Đạo Hoàng. Dạ, con kính mời sư. Dạ, chúng tôi không hiểu rằng cái điều mà đạo hữu Đạo Hoàng á mà trích ra nằm ở trong kinh điển nào của Bắc Tông. Chứ mà gọi là cần sa phiền não, cái này tôi nghe có lạ lắm. Rồi kiến từ phiền não, rồi kiến gì, kiến tu, kiến từ hay kiến tự gì? Chúng tôi không hiểu được cái lối bỏ dấu này. Cần sa là cát bụi. Cát bụi là phiền não. Ai nói vậy ta? Kinh nào nói vậy không? Nha. Mà cát bụi không phải là phiền não. Bụi sao là phiền não? Này không có bỏ dấu vô, chúng ta không hiểu muốn hỏi gì nữa. Nhưng mà tạm thời chúng ta sẽ, nếu muốn mời đạo hữu lên cầm mic hay không được không? Coi MC mời đạo hữu lên cầm mic để nói cái đạo hữu đạo hoàng này hỏi như thế nào. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, dạ, con cũng thành thật sám hối là những cái danh từ này đối với con cũng rất là mới. Thành ra con không có đọc đúng. À, con cũng lần đầu tiên nghe, thành ra không biết là Đạo Hoàng có thể hoan hỷ lên cầm mic để hỏi trực tiếp thư để truyền tải được cái ý của Đạo Hoàng đối với câu hỏi hay không. Tại vì con đọc thì cũng không có chính xác đó thưa sư, những cái danh từ rất là mới, thành ra con cũng không biết là phải đọc sao cho đúng với ý của Đạo Hoàng. Dạ, tại vì con cũng thấy mấy cái danh từ này đối với con rất là mới, con cũng lần đầu tiên nghe. Dạ, con kính mời sư. Dạ, chúng ta cho rằng cái câu này á thì nó lắp ráp nhiều cái chuyện mà nó làm cho cái nó nhận cơ ra cái nghĩa là gì vậy? Cần sa phiền não với vô minh phiền não, vậy kiến tu phiền não là chướng ngại của lục đạo. Làm sao mà cho cái lục đạo là sáu con đường đi của chúng sanh, mấy cái đó nó hỗ trợ à, chứ nó phải là chướng ngại à. Mà nhập nhằng vô kiểu này thì chúng ta cũng không hiểu được cái ý muốn hỏi cái gì. Như tầng xa phiền não là chướng ngại của thanh văn nhé duyên giác.
Trần sa phiền não sao là chướng ngại của thanh tân giác? Còn vô minh phiền não là chướng ngại của hàng Bồ Tát. À, xin thưa, cái tầng sa phiền não chúng tôi cũng không muốn biết, muốn chỉ cái gì á, chỉ cho cái gì á. Mà vô minh phiền não thì chỉ cho tâm sở si, mà tâm sở si không phải là chỉ là chướng ngại của cái Bồ Tát. Cái Bồ Tát tức là chúng tôi nói cái ý cái vị đạo hữu này đó, nói về cái Bồ Tát của Đại Thừa đó. À, tức là cái thánh Bồ Tát đó. Còn cái Bồ Tát mà của năm truyền đó nha, là phàm nhân thì đã phàm nhân thì cái nào cũng, mà thậm chí cái thánh nhân mà A-la-hàm á, vô minh nó vẫn còn là cái chướng ngại luôn, chứ không vẫn cả Bồ Tát luôn. Chúng ta cho rằng cái lối mà lắp ráp kiểu này á thì thôi xin miễn trả lời nha. Rồi hôm nay cũng luôn mệt quá rồi đó. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, vì thời gian cũng đã muộn và câu hỏi thì cũng rất là phức tạp. Thành ra xin Đạo Hữu, Đạo Hoàng hoan hỷ. Và bây giờ con đã thấy câu hỏi cũng vừa phải lẽ đã hết. À, con xin kính đọc bài kinh sám hối trước khi thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng hoàn mãn buổi học vì diệu pháp, bài số 88, bốn sắc tướng trạng tối hôm nay. À, chúng con thành kính tri ân thượng tọa giảng sư, kính chúc sư thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chống nguyên thành. Kính chúc sư thật nhiều sức khỏe và luôn đến với đạo tràng chúng con dạy pháp, và chúc sư nghỉ ngơi an lạc một buổi tối thật an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, Nam mô Bố Tát Giá, Nam mô Tham Giá, Nam mô Sa Khai Giá, phúc báo do Phật Pháp Đàm xin cúng dường đến chư tôn đức tăng, xin đem tới sự an lành và thuận may trong đời sống, tấn hóa trong Phật pháp của quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, và xin hồi hướng phúc báo này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong các ngài quan hệ thọ dụng, sẽ ghi thọ dụng rồi xin gia hộ cho toàn thể đạo tràng luôn được tất kỳ mọi sự nguyện, nhất là thành tựu lực thánh trí, đạt đạo ánh bạc. Nhiều quý vị hay lắng nghe kênh chúc phước. Sutta Jatana Gatha Sanyantama Tosin Tama 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 T
Thầy, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giáng Sư rất là nhiều. Kính chúc Sư nghỉ ngơi an lạc. Và chúng con cũng thay mặt đạo tràng thành kính tri ân quý Chư Tôn Đức, cũng như cảm ơn quý anh chị đã có những câu hỏi thật hay. Những câu hỏi của quý vị là bài học chung cho tất cả đạo tràng tối hôm nay qua bài Ví Dụ Pháp số 88, bài 4 Sắc Tướng Trạng.